Canh Tý đệ tử chúng con tỳ kheo thích giác nhàn, cùng chư tôn đức tăng tỳ kheo sa di tịnh nhân cư sĩ, vân tập đại hùng bổ điện trì tụng kinh giới. Nguyện chư Phật mười phương phóng ánh ngọc hào quang chứng minh gia hộ đệ tử chúng con thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn phụ nguyện, âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình, đồng sanh cực lạc, đồng kiến di đà, đồng hộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đừng phá hương vô thường ở ba cõi chẳng ai bằng. Người cha lành chung bốn loài quy y cho một niềm dân sinh nghiệp ba kỳ sinh dương cùng tan thang kiếp không cùng tầng Phật chúng sanh tánh thường rộng mạnh cảm thông không để nghĩ bằng lời để cho uy trương bao tòa thân con anh hiền ở cuối đầu xin thề nguyện quy chỉ tâm đần lễ nam mô tần thư không biên pháp giới hóa vì lai thần phương chư Phật tôn qua hiền thánh tăng thường trú đền lễ nam mô ta bà giáo chủ điều từ bổn sư mau ni phật ngà đương lai hà sanh di là tôn phật ngà đại trí văn bồ tát ngà đại hạnh vô hiền bồ tát ngà hộ pháp chư tôn bồ tát linh sanh
tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý, nhằm ngày 4 tháng 7 năm 2020, giờ đây là 8 giờ 4 phút sáng giờ Việt Nam, trước khi tụng giới một tháng hai kỳ 14 và mùng 1. Chúng tôi có vài lời chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị trong cõi đời chúng ta có chư Phật, chư Đại Bồ Tát thường nguyện tái lai ứng hóa đủ mọi phương tiện để mà độ sanh, cũng như ngài Thiện Đạo, cũng như là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là Phật A Di Đà hóa thân. Việc này Tổ sư Ấn Quang nói trong văn sao chứ chúng ta không có dám tùy tiện mà nói. Những lời Tổ sư Ấn Quang nói thì chúng tôi tin 100%, không một chút nghi ngờ. Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật tái lai, thường nguyện tái lai. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền là hai vị Đại Bồ Tát, là Bồ Tát đăng địa nhất sanh bổ xứ. Thì như vậy mình thấy sở dĩ có Phật Bồ Tát ứng hóa thân để mà thuyết pháp độ sanh. Riêng bản thân chúng tôi vẫn là giữ thân phận độn căn trong độn căn, vẫn là kẻ hạ liệt. Sự thật là vậy. Cho nên có các hàng Phật Bồ Tát ứng hóa thân cho nên mới có các vị thánh tăng. Vì có các vị thánh tăng cho nên mới có hiền tăng. Hiền tăng là vị tăng này ngộ được, triệt ngộ mà chưa triệt chứng. Thánh tăng như các vị A-la-hán là triệt ngộ, triệt chứng. Vì có thánh tăng cho nên có hiền tăng, vì có hiền tăng cho nên có chân tăng. Và các vị thánh mà thánh ở ngoài đời họ trung quân ái quốc, trung thành với vua, một mực giữ yên bờ cõi của đất nước, thì vị này chết được làm thần. Quý vị nghe các vị thánh thần ở ngoài thế gian thì họ trung quân ái quốc, nhưng mà vẫn chưa đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc, cho nên vẫn chưa vào dòng thánh của tứ quả trong Phật giáo. Nhưng mà con người này có cái chữ trung họ làm được đối với đất nước.
Và cuộc đời kém may mắn nhất của chúng ta đó là không gặp được Tam Bảo, không gặp được các bậc thánh hiền. Đó là sự kém may mắn nhất. Chứ còn cái chuyện mà thiếu tiền, thiếu bạc, làm ăn mất mát, rồi tình cảm bị đổ vỡ, hoặc giả là nhà cửa bị cháy, thì cái chuyện đó không phải là kém may mắn, không phải là thiếu may mắn. Đó là một loại nhân quả mà chúng ta không tin bây giờ phải trả thôi. Vậy cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang, tuy rằng Ngài thị hiện là một vị cổ Phật Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài thị tịch rồi, nhưng mà Ngài để lại cái bộ văn sao cho chúng ta. Chúng tôi nghĩ nếu chư Tăng mà một đời 5, 10 năm, 20 năm suốt cuộc đời dùi mài kinh sử bộ văn sao này đó, thì chúng tôi nghĩ chắc chắn người này có sự thành tựu. Vì những người đi trước có sự thành tựu rồi. Đó là Ngài Lý Bỉnh Nam, một số các vị cư sĩ Cao Hạc Niên, Từ Ý Như, Phạm Cổ Nông, vân vân. Họ có sự thành tựu từ nơi bộ văn sao này, nhưng mà không được may mắn như chúng ta là không gặp cả một cái bộ như vậy. Họ chỉ được một số lá thư thôi. Một số người họ tâm huyết cái bộ văn sao thì họ đọc tục biên và chánh biên và gia ngôn lục cái lúc tổ còn tại thế. Giờ riêng đối với chúng ta thì có đủ Tinh Hoa Lục, Giáo Dục Gia Đình, Bảo Thân Thiết Dục, rồi Tam Biên, Tục Biên, Chánh Biên. Đây là một cái bộ sách mà chúng tôi được xem như là trong cuộc đời của chúng tôi quá may mắn mới gặp được bộ sách này. Nếu mình không gặp được bộ sách này và mình không có y cứ theo lời Phật Tổ Thánh Hiền thì mình trở thành một kẻ tiểu nhân tầm thường, hạ ngu bất tiếu, và mình sẽ tạo rất nhiều nghiệp xấu ác. Dẫu cho đi vào trong chùa thì một số các vị không đủ may mắn gặp lời Phật Tổ, dầu cho gặp đi những cũng giống như là kẻ mù kẻ điếc, không thấu hiểu nổi, cho nên vẫn không tin nhân quả. Và một số Tổ Ấn Quang hay nhắc các vị tăng và ni, thì chúng tôi nói trong văn sao chứ không dám chỉ trích ai, chỉ đi đông tây nam bắc bán những món đồ vật vãnh, những món đồ vật vãnh có lợi ích chút xíu cho là đủ. Như đứa con nít thấy viên kẹo bèn mừng, đưa viên ngọc bảo châu mani vô ý, bèn quăng xuống đất không xài. Chỗ này chúng tôi lãnh hội được. Vì họ không chịu học giáo lý, họ chỉ làm những chuyện vặt vãnh. Những người này Thiền Ấn Tổ Ngài nói là gì? Những người này gọi là ngụy thiện nhân, nương nấu nơi cửa Tam Bảo, làm giặc phá Tam Bảo, hoại loạn Phật Pháp. Tội này vô địa ngục A Tỳ, không sợ nhân quả. Chúng ta mong rằng chư Tăng ở đây cũng như Phật tử là kêu con của Phật, phải là đích thực là chân Tăng, không phải là thánh Tăng, nhưng mình là chân Tăng, là người vị Tăng chân thật đủ. Lời nói chân thật, ý nghĩ chân thật, việc làm chân thật, nhiêu đó. Thân khẩu ý chân thật. Làm được không? Được. Vì sao mình làm không được? Vì mình không muốn làm. Biết mà làm thì gọi là cố phạm, tội này nặng. Hôm nay nói với luật phải nói thẳng như vậy. Ví dụ những người ngoài đời họ không có nhắc nhở về cái chuyện sát trộm dâm dối, tham sân si mạng. Họ không biết nhân quả, bây giờ làm xấu ác thì đời sau sẽ là gặp quả xấu ác. Họ không biết thì không nói, mình đã hiểu rành rành nhân quả mà lý do gì mà làm được. Lý do gì? Vì cái tâm ngang ngạnh bướng bỉnh, cái tâm phàm tục của mình quá sâu dày, không chịu dụng công tu hành thôi. Nếu mà dụng công tu hành thì làm gì nó lại khởi vọng niệm, phân biệt chấp trước. Suy nghĩ lại đi. Một phần chúng tôi nói quý vị mà chúng tôi đang răn nhắc chúng tôi. Hôm nay bộ văn sao là vị thầy kề cạnh, hàng ngày nhắc nhở liên tục. Nhiều lúc quý vị không có thời gian đọc và thấy bình thường, với chúng tôi với thầy Tánh lãnh hội rất sâu. Bởi vì thầy Tánh là hàng ngày phải đọc cho chúng tôi những bộ sách
tục biên, tam biên, chánh biên, tinh hoa lục, gia ngôn lục, bảo thân tiết dục, giáo dục gia đình, gần như là hơn cả ngàn giờ. Thì họ chịu khó làm điều này, họ có lãnh hội. Bản thân chúng tôi đề xướng chúng tôi phải làm điều này, cho nên có sự lãnh hội. Ngộ chứng về văn sao thì không dám nói cho lãnh hội có. Lãnh hội tức là mình thấu triệt được cái điều này. Mong anh em làm sao phải để tâm vô bộ sách này. Dầu chúng tôi đi đâu đi nữa, để cái chùa vài trăm tỷ hay là Phật tử đông bổn đạo nhiều, gì gì đi nữa cũng không bằng bộ văn sao. Vì sao? Vì bộ sách này là pháp bảo để giúp chúng sanh 9.000 năm mạt pháp còn lại để liễu sanh thoát tử mà. Quý hơn rương vàng mà. Thật sự đến hơn rương vàng chúng tôi mới để hơn chục tỷ để in. Tiếp tục sáng nay chúng tôi đi với thầy Tánh nói bây giờ tập trung vô để in cái bộ tứ biên, đệ tứ biên, là gồm 8 bài luận của tổ sư Ấn Quang. Xem vào rồi mình mới phân định được đâu là dễ là khó, là thiền là tịnh. Và lấy những lá thư tinh yếu ở trong ba bộ tục biên, tam biên, chánh biên làm thành một bộ sách gọi là đệ tứ biên, sẽ in tặng vào cái ngày giỗ thân phụ chúng tôi còn 2 tháng nữa, đó là ngày 19. Năm nay làm 2 buổi đó là 18, 19. 18 là đúng ngày giỗ chính. Chúng tôi in 10.000 cuốn tặng, bởi vì một số người đọc vô không nổi, vì một số lá thư Ấn Tổ trả lời cho những người đó riêng cho họ, cho nên mình đọc vào mình thấy không dính líu gì mình hết. Thỉnh thoảng có vài đoạn nói về pháp môn tịnh độ thôi thì mình sanh ra chán. Đó là điều chúng tôi hôm nay thông tri đến đại chúng. Vì cái việc mà chúng tôi thực sự, thưa quý vị, năm 2013 chúng tôi hay nhắc đó là gặp được cuốn Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Thì chúng tôi thích quá bèn thỉnh 300 bộ với chùa Hồng Pháp để cúng dường cho chư Tăng ở Đại Tùng Lâm. Sau khi đó rồi cũng học một năm nhưng mà cuối cùng bỏ cuộc. Do phóng cái tâm ra bên ngoài để thích độ sanh, mà trong khi đó mình tự độ chưa được, chưa hàm dưỡng cho thành pháp khí. Chén chưa nung thành sành, còn là bùn, cho nên qua một trận mưa sanh tử thì chén này nó là bùn, nó tan rã. Chưa chứng pháp thân, chưa biết ngày giờ vãng sanh, chưa niệm Phật thành phiến, chưa tín nguyện chân thật, mà hàm dưỡng chưa kỹ, mà đi làm Phật sự coi chừng, chưa phải là Bồ Tát, đừng nên làm kiểu Bồ Tát, tan xương mất mạng như không. Đó, những điều này là tâm huyết rất sâu lắng, chứ không phải nói hời hợt đâu. Nói đây là đang bị trải trường qua cái lộ trình để mà mình tu hành đó. Cho nên thành ra mãi lưu lạc đi khắp nơi trên thế giới. Ở nhà được có 3 năm, 2007, 2010, rồi lưu lạc các nơi trên thế giới, rồi cuối cùng thì lại gặp bộ Tam Biên ở tại nơi miền Bắc Cali, rồi quyết định lãnh hội được cái câu là phải tròn bổn phận mới vãng sanh. Phải tròn bổn phận thì bắt đầu dọn hết bên Mỹ quay về để làm tròn bổn phận với khu chuyên tu với ở đây thôi. Còn chuyện bên ngoài mình không đủ khả năng đâu. Bây giờ đi giảng các chùa khác, đi phóng sanh, đi các nước thì coi như mình không đủ để làm. Thứ nhất là mình chưa hàm dưỡng thành pháp khí, chưa nắm chắc quyết định biết ngày giờ rõ ràng vãng sanh. Tuy rằng có cái lý tưởng, lý là lễ sống, tưởng là mơ ước một lễ sống ở Tây Phương Cực Lạc, nhưng chưa có thể đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Coi chừng ra bên ngoài nó cuốn phăng một cái là coi như độ người không được mà hại mình hại người như không. Ấn Tổ hay nhắc cái chỗ hại mình hại người, vì chưa hàm dưỡng thành pháp khí, cho nên có hại cho mình và có hại cho người. Vì mình có hại, người ta mất niềm tin với mình ngay, đúng không? Bây giờ mình giới thiệu bộ văn sao, dẫu cho mình bị một cái nghiệp lực gì trầm kha, giống như mà ngày Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh tan xương, xé từng miếng thịt ra do tội bất hiếu nhiều đời, thì mình cũng còn lại bộ văn sao để họ có niềm tin. Y pháp bất y nhân. Hãy lắng nghe từng chữ từng câu cho rõ ạ. Cho nên khi chúng tôi về đây là bắt đầu tiếp tục gần 3 năm nay để xuyển dương bằng mọi cách bộ văn sao này. Và dạo gần lại đây là 70, 75, 76 buổi giảng
mỗi buổi ăn sáng tuy rằng không nhiều, một tiếng rưỡi, nhưng mà đó là những cái điều mà chúng tôi thấy gọi là quá tâm huyết với bộ văn sao, cho nên quên cả cái chuyện vừa ăn khó chịu cái bụng, hay là thời gian, hay là tổn khí, hay là công việc gì gác lại hết. Đây là những cái đĩa đó mà đại chúng lưu tâm rảnh xem lại, càng xem càng thấy mới. Hôm nay chúng tôi có nói đến cái việc đó là đại chúng mà tu cái cách mới. Thực sự thưa quý vị, là năm 2013 là chúng tôi đã nghe đến cái việc niệm Phật nhớ số 334, hai hơi từ 1 đến 5, từ 6 đến 10. Thực sự mà đã nghe thì nghe một vị sư cô nhắc từ năm 95, 96 đã nghe rồi mà bỏ ngoài tai. Có tán thán cách này mà nói quá là hời hợt, và nói trong chốc lát thì chúng ta không để tâm. Thường bọn phàm phu mình mà nghe trong chốc lát rồi thì thấy chuyện không quan trọng cho nên vứt đi, không xài đấy. Mà thiệt đây là một cái cách mà Tổ sư Ấn Quang gần như là khen ngợi liên tục, và hầu như viết thư cho ai là hay nhắc lại coi lá thư ông Cao Thiệu Lâm. Trong bốn lá này phải coi lá này, lá thư, bốn lá thư này tôi có nhắc đến cái pháp môn niệm Phật ký số, thập niệm ký số. Nhiều vị hòa thượng và các vị coi như là xem vào và áp dụng là điều tán thán hết. Và 23 có nghe nhắc qua nhưng mà cuối cùng cũng không có thời gian để toàn tâm vô đó. Thích cái chuyện rong ruổi, gọi rằng là dậm trường khoác chăn đổi gió, đi như ông Cao Hạc Niên, ngài la liền. Làm sao ông đủ để mà coi như là đi các nơi tham phỏng, tìm một nơi chân thật, giữ lòng khiêm hạ, chết sạch hết vọng động, dầu đó là xây chùa, dựng miếu, để toàn tâm nhớ Phật. Và gì? Niệm Phật như con nhớ mẹ, nhớ muốn về quê hương. Một mặt là gì? Nguyện xả ly ta bà, nguyện muốn rời ta bà. Một mặt là nguyện muốn về cực lạc. Sáng nay ngày mới nói, mình nguyện thì nguyện về cực lạc, mà có nguyện rời ta bà không? Có ai nguyện rời ta bà không? Rời ta bà thì trong đó phải là tài sắc danh thực thì tham sân si mạng tự tư tự lợi, phải rời cho bằng sạch. Nguyện rời ta bà, nguyện sanh cực lạc thì có, chứ mà nguyện rời ta bà không có. Còn thương tiền, còn thương của cải vật chất, còn nhớ, còn dính tùm lum thì đâu phải là nguyện rời ta bà. Mà không nguyện rời ta bà thì nguyện về cực lạc cũng vô nghĩa thôi, gieo cái duyên nhân thôi. Duyên nhân cái nhân xa xôi, trăm ngàn đời đọa nghị địa ngục, rồi khi nhớ lại cũng nhạt nhòe. Cái quả của đời thứ ba, nếu là làm người mà muốn làm người mà không muốn về cực lạc thì cái ông Châu Chí Mậu này ông nói: tôi mong làm sao mà không đọa tam đồ, làm người là may rồi. Ông tổ ngày rầy liền cái lá thư này, chút nữa thì Nhật Minh đọc cho quý vị nghe. Tuy rằng ba tờ, bốn mặt, hai tờ bốn trang, xuất sắc. Người nói nếu ông muốn làm người lại, tôi nói dám chắc ông là khó hơn về cực lạc. Vậy cho nên thành ra chúng tôi muốn nói cho quý vị biết đó là muốn về Tây Phương cực lạc là phải nguyện xa ta bà, nguyện rời ta bà như kẻ cùng tử ở trong lao ngục muốt ra khỏi. Như người con mà coi như là cùng tử đi lang thang bao nhiêu đời kiếp nghèo nàn, bữa nay biết cha biết nhà muốn về, có tâm trạng đó. Phải có tâm trạng này mới về cực lạc được. Chứ còn niệm nhất tâm bất loạn mà không có tâm trạng này thì cũng không về được đâu. Bởi vì giảng sanh hay không do tính nguyện đó. Dứt điểm là như vậy thôi. Cho nên thành ra cái việc mà hôm bữa giờ chúng tôi gần như là hai buổi giảng, thứ ba, thứ năm, mà sáng hôm qua thứ sáu có chia sẻ 40 phút về cái thập niệm nhớ số. Chúng tôi nhắc lại cho đại chúng nhớ kỹ, nắm được cái yếu quyết của pháp thập niệm nhớ số là phải giữ lòng chí thành chí kính. Nếu có tâm chí thành thì được cảm thông, nếu có tâm chí kính thì được cảm ứng. Không phải là một ngành nghề bình thường ngoài đời, học để cho có được bằng cấp là làm được đâu. Mà học để mà liễu sanh thoát tử là phải để cái tâm chí thành chí kính.
Lực sĩ niệm một ngày suốt 24 tiếng đồng hồ, 100 năm không để tâm trí thành giới kính, không vô được công phu. Cảm là cảm được cái tâm giới Phật, Phật là trí thành trí kính, mà mình không trí thành trí kính thì nó lệch tần số rồi. Cái chỗ này ấn tổ nhắc. Nếu mà trí thành trí kính mà không vô công phu được niệm hời hợt thì phải lắng nghe cho kỹ. Lắng nghe không được thì phải trở về thập niệm nhớ số. Mà thập niệm nhớ số là niệm cho rõ ràng từng chữ từng câu. Nam Mô A Di Đà Phật. Từng chữ từng câu nhớ cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng. Nhớ số và nhớ hơi thở, hít sâu. Nhớ cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Đây là ba sợi dây cột cho nó chặt. Thì vọng niệm lâu ngày không có chỗ chen chân đâu. Sáng nay chúng tôi đi lên, chú Quảng Tịnh nói má con vô trong phò hộ niệm đi cái kiểu 334 sư phụ mới chế, má con thích quá chừng luôn. Cái đó chưa đó, chưa đó. Khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau rồi mới thấy khí lực nó dồi dào, tâm mình bắt đầu tập trung cao độ. Khi nhớ số thì người này không bị phân tâm. Nhớ ma, ba, nhớ má, nhớ tiền, nhớ danh lợi thì nó phân tâm tính toán, chứ nhớ số là vô hại. Đúng không? Vô hại. Mà lợi trong đó. Hay cực kỳ vị Bồ Tát này, hay cực kỳ. Tính ra là từ 23 đến hôm nay 7 năm rồi bắt đầu mới lãnh hội và bắt đầu mới tìm ra cái cách cho đại chúng tu được. Thì đại chúng hôm nay gần như là ổn. Lần đầu tiên chúng tôi cho lễ như thế, cái thông thường đó thì thấy câu Phật hiệu nó bị rời rạc. Lạy Nam Mô Di Đà Phật đứng ba rồi xuống, đứng dậy ba nữa rồi xuống, đứng dậy nữa là bốn, thì vẫn là thập niệm nhưng quá rời rạc, khó nhiếp tâm. Đợt này cho lại cả đứng ba xá xuống, ngửa lên ba rồi xuống bốn, úp mặt rồi đứng lên, thì tuy rằng chậm nha, tuy rằng chậm không có được nhiều lạy, nhưng mà cái lối lạy này nó nhiều niệm hơn lúc trước. Thầy Tánh nói là cái hồi tối mấy thầy tu tính ra được khoảng 20 mấy lạy so với dưới đó. Mà dưới đó mà lạy kiểu đứng lên rồi quỳ xuống rồi đứng lên niệm ba nữa, ba ba bốn đó, thì nó được có 25, còn cái này 21 lạy. Nhưng mà có số lượng niệm thì cái cách lạy mới đây nè, thứ hai mà hồi sáng quý vị tu đó thì lại niệm nhiều hơn. Nhưng mà điều có một cái đó là chúng tôi ưng ý, có một cái đó là không nhanh không nhiều. Không nhanh không nhiều. Trong văn sao ông tổ không có khi nào ngài nói ngài niệm một ngày mấy chục ngàn câu, bao nhiêu ngàn biến, bao nhiêu ngàn câu hết. Mà ngài nói làm sao niệm để làm sao nhớ, nghe và niệm cho rõ, nắm cho vững được là không cần nhiều, không cần số lượng mà cần chất lượng. Niệm câu nào là chắc câu đó thì gọi là định tâm niệm Phật. Nó hơn với niệm lu bấm số, rẹt lần chuỗi rẹt. Nhưng mà tâm không trụ được trên câu Phật hiệu thì gần như là bắt đầu mình vào trong công phu mà không nhớ số, thì ngài nói là niệm tán tâm niệm Phật, tổn khí tổn thần và sanh lâu ngày chán. Nếu mà mình niệm mà không nhớ số mà mình thành công á, là mình giỏi hơn Bồ Tát Đại Thế Chí rồi. Cái câu này là ông Hồ Tiểu Lâm lãnh hội được. Ông kêu bèn phải làm theo Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu mà mình niệm mà mình bằng cách nào đó mà bỏ hợp niệm nhớ số, bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không cũng từ 1 đến 5, từ 6 đến 10, ngài Lý Bình Đa một đời là dùng 334. Mà mình bỏ đi cái pháp thập niệm nhớ số thì gần như là mình giỏi hơn Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì mình điên loạn thôi chứ không có thể nào vô công phu được. Dẫu cho được đi nữa thời gian, nếu là được câu Phật hiệu là tổn khí. Thì chúng tôi lúc trước niệm trong tâm mà cũng vẫn bị khó chịu. Rồi mà nếu mà mình bỏ câu Phật hiệu mà không nhờ cái khí lực thì vô công phu không được. Không thể nào đi xa được, dậm chân tại chỗ. Rồi bán đồ nhi phế, nửa chừng thối lui, chắc luôn. Vì sao chúng tôi than thán như vậy? Vì có nhiều vị hòa thượng và các cư sĩ họ tu thành công, họ tán thán cái thập niệm nhớ số này. Vì vậy cho nên bữa nay là ổn, giữ cái cách lễ Phật chậm. Nếu ai thấy là lễ Phật chậm quá, không được nhiều, tu không ổn, thôi ông thầy nhà ông đổi tới đổi lui, ông làm theo cái kiểu của ổng, không có nương theo Phật tổ gì hết trơn, thì các vị cứ đi tìm các vị danh tăng, tìm một cái chỗ đạo tràng tốt khác, chúng tôi hoan hỷ. Còn nếu ai mà lưu giấu lại tu các thập niệm nhớ số mà lễ Phật kiểu này thì quý vị lưu lại ở, chúng tôi tán thán, lo cho quý vị hết mình luôn cho đến lúc giảng sanh. Bệnh hoạn đau ốm lo. Qua chúng tôi kêu thầy niệm xuống là để chúng tôi đưa thuốc ngồi nói chuyện với thầy, chứ không phải là chúng tôi không biết lo người đâu. Phải thương người, thương vật,
Đó là tâm mình, đó là mới là hợp với Phật. Còn hại người, hại vật, giết người, giết vật, hại người, hại giết vật đó, thì cái người này tâm niệm Phật khó vãng sanh, vì tâm ngăn cách với Phật. Vợ chồng mình bình thường không? Cha mẹ mình thương không? Con cái mình thương không? Nếu mà mình thương người ngoài mà mình ghét anh em, cha mẹ, con cái mình, làm cho mình khó chịu là bị chướng ngại. Mình bị chướng ngại rồi đó, trở thành người ác rồi đó. Cho nên cái phương pháp hôm nay là giữ hoài lễ Phật chậm thôi, chắc nhớ số cho kỹ. Bước đầu quý vị không nhớ nổi thì về sau từ từ nó sẽ nhớ số. Mới ngày đầu tiên làm sao mà mình được nhớ 100%? Nó chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, vài tháng vài năm đi rồi sẽ thấy. Còn cái kinh hành mà thực sự là đầu tiên chúng tôi đưa ra đó là 4 chữ, rồi có một khoảng trống 2 nhịp để mình nghĩ, hít sâu vô, mình không niệm, bước chân vẫn nghe tiếng nhỏ để bước cho đều thì ổn. Hôm sau chúng tôi tu một mình thấy thôi, mình nhớ số, mình nhớ từ 1 đến 10 luôn. Thì cái cách nhớ từ 1 đến 10 là cái cách đầu tiên của Ấn Tổ nói. Nếu mà tâm lực đủ là nhớ từ 1 đến 10 luôn. Lúc này Ngài không nói hơi thở nữa. Thì chúng tôi vẫn có cái khoảng trống để cho nhỏ xuống để mình hít vô mình nhớ thôi. Nhưng mà một người một mình chúng tôi thì thấy niệm nó vô cái số nhớ được. Nhưng mà khi đưa vô đại chúng, tu với đại chúng thì đại chúng nói hồi hôm qua coi như là số má gì văng hết, không nhớ nổi. Liên tục từ 3 cái bắt đầu lớn, cái là 3 nhỏ, cái là 4 lớn, rồi 3 nhỏ, rồi 4. Nó đảo quá, chóng mặt luôn, vô không được. Thì thôi bây giờ trở lại cái cách là 3 rồi có khoảng cách hít một hơi sâu vô. Thì cuối cùng mới nghĩ lại, Ngài nói rất sâu. Nếu nhớ 10 số thẳng không được thì chia làm 2 hơi hoặc 3 hơi. Mình đẩy luôn cho người ta mới bắt đầu giữ cái cách thập niệm nhớ số, mà đẩy luôn 10 câu vô nhớ một lần nhớ không nổi. Đó thấy không? Có đại chúng, rồi có cái âm thanh phụ trợ cho mình mà nhớ từ 1 đến 10 văn chịu không nổi, nhớ không vô. Lẽ dĩ nhiên kìm một thời gian cũng là sẽ vô, nhưng mà khó vô cùng. Phải đi từ lớp 1 là từ cái dễ nhất. Mà chính cái dễ nhất này được rồi thì cái khó nhất là đi thẳng 10 câu là dễ. Mà chính cái dễ này mà giữ suốt đời cũng trở thành đạt được cái là cao siêu luôn. Ngài Lý Bỉnh Nam suốt đời dùng một cách 3-3-4. Cái này là chính miệng ủng hộ Tiểu Lâm nói. Đừng chê à. Đó, từ trước giờ bản thân chúng tôi với quý vị có vô được thành phiến đâu. Không giữ số, không nhớ câu Phật hiệu. Có người mở cái câu Phật hiệu suốt ngày suốt đêm, ngủ cũng mở luôn mà không vô câu nào. Ngủ thì mơ mộng ngáy khò khò, để giấc nhàn niệm mỏi miệng mệt muốn chết. Mất cười có cái bà đó, bà kêu trời ơi con ơi, sao để ông giấc nhàn ông niệm suốt đêm tội nghiệp, bà giữ con tắt cho ông nghỉ uống nước đi con. Cái cô đó còn nói má trời ơi cái máy mà kêu. Ồ dạ hả, tôi tưởng ông vô mè mình ông niệm chứ. Không vô câu nào. Không vô câu nào là không vô câu nào. Để đó vẫn là tư tưởng, vọng tưởng, suy nghĩ đủ trò đủ chuyện hết trơn. Không giới. Giống như cái vá nằm trong nồi canh. Biết cái vá bằng đồng bằng thiết, không hiểu một chút hương vị gì. Lẽ dĩ nhiên có còn hơn không. Những người không niệm gì hết, không biết gì hết thì mở chơi chơi được, gieo diễn viễn nhân chơi được. Còn mình là phải khởi từ tâm lên. Lúc mệt quá rồi bắt đầu mới mở máy nghe. Còn mình chủ đạo niệm là chính, nhớ số là chính. Từ tâm khởi lên, thoát ra miệng, lọt vào tai. Phải giữ nó như vậy. Hầu như bắt đầu về sau chúng tôi phải thường nhắc cái việc này. Càng nhắc càng sâu. Bởi vì mình mỗi ngày mình tu thì mình có những phát minh mới thôi. Còn về cái việc kinh hành thì coi như là giờ giữ luôn với cái điệu là 3 rồi 2 nhịp thầm, 2 nhịp mình hít sâu vô niệm nhỏ lại lắng nghe, bước đi cho đúng chân. Cái này chế ra cả một kỳ công. Bước đầu mình để khoảng trống đó là có 1.5 nhịp là tự mình canh chứ không có thấy, không ổn. Ngày đầu tiên thấy dưới đó đi lạng quạng, chú Châu ông đi nửa chừng ông đứng lại luôn để đợi bước theo nhịp. Rồi chúng tôi kêu thầy Tánh làm liền là cắt 2 cái đoạn mình bỏ vô trong đó để đi đúng nhịp. Nãy giờ nghe có ai nhớ hít thở quên rồi không? Đó là cái bệnh chung, và đó là cái hại, tai hại của mình. Thầy Tánh hôm qua ông ngồi ông nói chuyện, không có buổi giảng nào của sư phụ mà con không nhớ hơi thở, hít sâu hơn bình thường luôn. Bởi vì bình thường khi đi nó bị tán cái thân mình đi, nó cái thân mình nó động cho nên nhớ cái hơi thở nó khó. Chứ còn khi ngồi nghe là sướng nhất, không bao giờ hôn trầm. Chỉ có thầy Ngữ là nay thầy về lo cho bà ngoại hộ niệm là thầy ít hít thở, cho nên bữa nay thầy cũng béo phì quá và lên nghe là bắt đầu ngủ, không đủ không khí trong đó, nó quá mệt luôn.
Có ai hít không? Nhớ không? Hàng ngày đâu có luyện tập cho nên bây giờ nghe chúng tôi là mất hơi thở rồi. Hít được vài câu cái là tâm lực không đủ để nghe, không đủ để hít, cho nên phải bỏ, bỏ hít nghe đó. Đúng không? Do mình không luyện tập, cái gì cũng phải luyện tập thôi. Đúng không? Tập, tập 3 tháng, 6 tháng liên tục giữ nó thì lúc này mới thấy được cái kiến hiệu của hơi thở và câu Phật hiệu là bổn mạng nguyên thần. Nhiều lúc tiền bạc nó rối vô cùng, rối quá rối luôn, không biết sử dụng nó, đem cái tâm phàm sử dụng ngũ dục, nó dính như mũ mít căng, nguy hại vô cùng. Vậy mà bây giờ sử dụng hơi thở với câu Phật hiệu quá trời sung sướng an vui luôn. Không tiền cũng an vui, không vợ cũng an vui, không nhà cũng an vui luôn. Lên chùa sống, đi chỗ nào thấy nó cũng an vui. Tâm an tịnh là chỗ đó đạo tràng rồi. An vui. Những cái câu này đại chúng nên lắng nghe cho kỹ. Không phải không cần nó, cần nó chứ. Cần sử dụng thôi. Trong luật nói, cần nó là phương tiện đi xe qua lại, không tâm sanh tâm tham đắm. Nói thì nghe dễ, nhưng mà cầm mà cầm xăng nhớt mà cầm mũ mít không dính là chuyện lạ. Với điều kiện người này phải chứng thánh, còn không phải sợ nhân quả, phải sợ nhân quả xấu ác. Phải biết thích là nhân quả thiện lành thì họ cầm nó hữu ích. Đúng không? Mấy ai tin nhân quả và biết nhân quả và chịu làm nhân quả không? Vậy cho nên thành ra chúng tôi nói về cái việc tu một mình đó, thì nếu ai mà nhiếp tâm mới lần đầu khó thì vẫn lấy cái âm điệu chúng tôi 3-3-4 đi kinh hành và lễ Phật nương theo. Thời gian mình tự làm được rồi, niệm thầm. Sáng nay 3 giờ chúng tôi qua công phu coi như là niệm thầm. Nhưng mà vô đề khởi liền, không hít thở, niệm không hết 3 câu. Mà dẫu cho ráng hết một chập nữa là coi như chán phèo, khí lực không đủ, tâm bắt đầu lao chao là muốn đi ra. Hít một hơi thiệt sâu. Thì hít như vậy cái hơi thở nó mới vô phổi được. Hít thiệt sâu vô trong đó. Cho nên chúng tôi có cái ý để nó dài chút xíu để quý vị hít. Hôm qua thầy giác ông tu xong rồi, trời ơi cái đoạn gì đâu mà để sư phụ nó dài, con hít vô con đợi một chập. Thì hít cái kiểu này hít gì? Rồi thì vậy thì đợi là phải rồi. Đúng không giác? Vậy là đợi đúng không? Ông kêu trời ơi sư phụ làm cái kiểu lễ gì đâu mà con đứng con hít vô con đợi thiệt lâu. Rồi úp mặt xuống nghe sao mà để ý cái tiếng nghe mà nó lâu lên quá trời luôn. Ây da. Kiểu này người này chưa lãnh hội được hơi thở. Chúng tôi đã nói rồi, thực sự quý vị biết chúng tôi tu một mình, cái khoảng cách chúng tôi chừa quý vị là chúng tôi sẽ hít làm hai lần thời gian như vậy. Mấy lần đầu chậm nhẹ nó vô bên trong rồi sâu vô một cái, sợ không kịp thời gian, mà là hai thời gian so với cái lễ Phật mà quý vị hồi sáng nay lễ. Bởi vì bước đầu mình phải bổ khí trước mà. Bước đầu mình phải bổ khí lực trước, rồi bắt đầu tâm lực có mới để câu Phật hiệu. Cho nên hôm nay chúng tôi nói là cái bệnh thầy giác hôm qua là ông kêu trời ơi lễ nó chán muốn chết luôn, bởi vì đợi lâu quá trời luôn, nghe cái ten nó lâu quá. Ây chà, cái kiểu này không được. Nhưng mà thầy là biểu pháp, thầy nói vậy để mấy anh em, có nhiều người cũng có tâm trạng như thầy giác á, nghe chưa? Đừng có khinh thường cái pháp này. Hít càng sâu, khí lực càng mạnh, tập trung càng cao. Chỗ này chỗ quan trọng chúng tôi lãnh hội được. Hồi tối thường chúng tôi tu thì lúc 2 giờ hoặc 2 rưỡi đến 4 giờ 4 rưỡi. Hồi tối thấy thầy Vinh người ta mới cái ten cái ổng lạy. Tại vì mình lạy 3 lần rồi bắt đầu là mình xá xuống. Ông mới cái ten ông 3 lần ổng quỳ, ổng xuống luôn, ổng xuống cái kịch xuống quỳ thấp luôn. Ông nhìn rồi thấy người ta chưa xuống, quay qua ổng cười quá trời luôn. Vì hớ hàng nữa mà hớ. Còn hớ cái bắt đầu đứng dậy giờ sao. Còn mấy vị mà vừa lạy xuống cái nhịp mà quỳ thấp là 4 thì mới có 3 cái giờ lên cái nghe thêm nữa cái sụt xuống. Thì bước đầu ai cũng thế thôi. Bởi vì cái sức tập trung không cao là do khí lực không cao. Nếu mà họ nén hết sâu vô cái là họ nhớ liền cái gì đâu. Cái chuyện này dễ như ăn ớt mà quýnh cái ten cái mình biết là cúi xóa xuống rồi bắt đầu gì. Quýnh cái ten cái là mình ngửa lên rồi bắt đầu quýnh cái bon đại hồng chung là xuống. Thầy Nhuận Minh dắt hôm qua rất kỹ nhưng mà cuối cùng gì cứ. Bởi vì rồi đang đi kinh hành thay vì người ta đáng lẽ là nhỏ phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. A. Trời, cái lúc người ta nghĩ ba câu rồi người ta nghĩ hết mà còn A. Rồi vài bữa ngủ luôn rồi. Ồ. Ồ. Còn gì? Người ta Nam Mô A Di Đà Phật mới có ba chữ, ba câu thôi là xuống được rồi. Rồi cuối cùng thêm Nam. Biểu hiện có cái gì? Tập trung không cao, nhớ số không kỹ, nhớ câu Phật hiệu không kỹ. Bệnh đó là bệnh chung, đúng không? Quý vị mấy ngày đầu quý vị còn được nha, bắt đầu đến tuần, hai tuần rồi bắt đầu nó oải cái cách này cho coi. Bởi vì mình tập trung không được, mình chán. Nhưng mà ông Hồ Tiểu Lâm ông nói chịu khó đi. Nếu mà nó qua khỏi cái chán mà nhớ số này rồi đó, nhớ câu Phật hiệu đó, thì nó thú vị cực kỳ. Vì cái sự tập trung quá cao độ với con người này. Có khi nào nhớ một thời công phu mà không cho vọng tưởng chen không? Ông nói chỉ có nhớ số thôi. Ông cũng thua, ông không có cách nào khác hết. Đi hộ niệm A Di Đà Phật. Chúng ta dặn một câu vậy, một câu hết vô đâu có nhớ hết đâu. Rồi nhớ hơi thở là quên câu Phật hiệu liền. Khó cực kỳ, phải làm quen với cách này vài năm. Nhắc trước nha, một số người sẽ chán cách này vì vọng tưởng nó đánh tơi bời, không vô số được, cuối cùng bỏ số chạy luôn, chịu không nổi. Cái đó là cái dở của mình, cái đó là cái thất bại của mình. Sao mình không trị nó? Sao nhớ cái chuyện chuẩn bị đám cưới, nhớ từng ly từng tí bằng cái áo đầm gì, kể cái môi kiểu nào, cái tiệm nào nó sẽ là tiệm mà làm cho mình áo đầm đẹp, rồi làm cho mình. Cái chuyện này chúng tôi không đám cưới mà biết chuyện này đó. Rồi nhớ xây cái nhà, cái mái làm sao, rồi trời hôm trước làm cái động như thế nào, làm cái gì, nó nhớ từng chút từng chút. Nhớ lỗi xấu người khác không tha, nhớ từng chút, vậy mà nhớ xấu không nhớ. Đúng là mình quá vô duyên, đồ vô duyên. Ông Hồ Tiểu Lâm ông nói trời ơi cái chuyện ngoài đời nó nhớ, nhất là đếm tiền. Trời ơi 100 triệu, 1 tỷ đếm hết liền, sao nhớ số nhớ không nhớ. Trời ơi bực thiệt ông đó nha. Đúng là phàm phu tục tử. Đúng không? Nhớ lỗi người khác, nhớ vanh vách lỗi mình quên đi. Câu Phật hiệu không nhớ, số không nhớ. Đúng thiệt là mình là đồ điên rồ thiệt. Đúng không? Nhìn kỹ lại đó, nghe cái chỗ này là nó răng nhắc mình, răng nhắc sâu lắm. Giờ đây chúng tôi nói đến đây thôi. Khi ngày mai nhắc cái chỗ này nữa, để mỗi lần nhắc là bắt đầu mình có lãnh hội sâu về nhớ số và cái phương pháp này. Giờ ổn rồi đó, hộ niệm cũng là niệm Phật 334 kinh hành, không bỏ, suốt luôn. Lỡ mai chúng tôi có ra đi rồi cũng phải giữ nha, không đổi được. Theo một người và một vị thầy Ấn Tổ, Ngài chỉ cho mình cách đó. Phải nhớ, và lễ Phật chậm thôi, không cần số lượng nhiều, mà chắc lễ nào là chắc lễ đó. Niệm câu nào là nhớ câu đó, rõ ràng câu đó. Thì lâu ngày là mình có sự thành tựu, thành phiến chắc luôn. Đúng không? Nếu mà hàng ngày mà ai mà hít sâu vô, bổ khí giữ thêm chút xíu rồi niệm ra, hoặc giữ trong tâm ba câu, hoặc là niệm ra từ từ, cứ đeo đuổi một chuyện gì, nhớ cười quá cái anh chàng đó. Trời anh đen anh xấu như cô ba, anh đeo đuổi cô đó đẹp, anh đeo đuổi 10 năm bắt đầu mới cưới thành vợ chồng được. Anh không bỏ cuộc mà, anh kêu đeo đuổi tới bến luôn, đeo đuổi rước cuối cùng gì, anh đem như bông hoa lai cắm bãi Tứ Châu, được, cắm được. Đeo đuổi mức độ đó. Mình đeo đuổi câu Phật hiệu 10 năm để liễu sanh thất tử, sao không dám đeo đuổi? Đeo đuổi một cái ngành nghề bên ngoài để kiếm cơm áo dạ gạo tiền để nuôi cái thân giả tạm này rồi bỏ hết mà còn đeo đuổi ngày đêm sống chết với nó. Nhớ không quên. Coi lại đi. Đúng là bình phàm phu tục tử không? Nhiều lúc mình thấy mình nhục nhã vô cùng, hổ thẹn vô cùng là hổ thẹn. Ông cư sĩ cao hạt niên tùy ý như những ông này gặp lá thư của tổ cũng ít gặp trực tiếp, mà ổng là một người mà tổ ấn quan còn khen. Mình đây chắc tổ mà xuất hiện cái ông không đáng đánh sách dép cho tôi quá. Đúng là nhục nhã vô cùng. Phải là dùng danh từ nhục nhã cho nó nặng hơn là hổ thẹn nữa. Nhục nhã với mình, nhục nhã với Ngài, với mọi người. Ở ngoài đời người ta thấy cái chuyện mà không thành thánh được, người ta không nói nhục nhã đâu. Rồi họ thấy cái chuyện mà trai gái coi như chưa lập gia đình mà kêu như là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường đó, và quan hệ bất chánh thì họ thấy cái chuyện này cũng không phải nhục nhã, mà đúng thực sự là cái chuyện này nhục nhã mà họ thấy bình thường. Ghê không?
rồi mình thấy cái vinh vinh váo váo, ngã mạo khoe, ngã mạn khoe khoang lác lác, khoác lác của mình thấy là được, đó cũng là nhục nhã vô cùng. Đó là tâm phàm tục chứ đâu phải thánh nhân đâu, đúng không? Phải hổ thẹn, dùng cho mạnh đó là nhục nhã. Sáng nay chúng tôi đi nói trời ơi, từ 2013 đến bây giờ mà vẫn không lãnh hội được cái pháp thầm niệm ký số, thiệt là nhục nhã vô cùng, không không đáng sách dép cho thầy mình, đúng không? Thì Ấn Tổ khai thị về giới lực. Còn 15 phút nữa là 1 tiếng, hôm nay chúng ta nói 1 tiếng rưỡi mình tụng giới vẫn kịp. 9 rưỡi thì chắc cũng phải 9 giờ 15, khoảng 11 giờ là xong. Nên thành ra mỗi tháng có 2 kỳ chúng tôi lên giảng. Còn chủ nhật thì tương đối Phật tử về khá đông, chúng tôi truyền trực tiếp thôi. Vì mỗi lần lên đó thì tiếp khách chúng tôi về chúng tôi mệt. Giảng không mệt mà về tiếp khách lại mệt. Mệt đó thì tự nhiên thấy cái tâm nó không hứng thú để mình vô công phu, phải 1-2 bữa nữa nó bắt đầu nó mới hứng thú. Kinh khủng vậy, cho nên ngài nói đóng cửa chẳng tiếp ai. Thư từ gửi nhiều quá cho nên tôi không đủ tinh thần để thù tiếp. Hết tháng này còn 3 tháng nữa tôi đi Đông Tây Nam Bắc không chỗ trụ. Kinh khủng, Bồ Tát Đại Thế Chí hàm giữ mấy chục năm mà vậy. Cho nên cần mấy thầy trên này hỗ trợ. Hồi tối chúng tôi thấy mấy thầy chế ra cái cách quá trời hay luôn. Vừa đang điên cái tự nhiên trong máy đến giờ nó làm cái bo chế ra trong máy, tự nó phát ra cái tiếng chuông, cái là đại chúng đứng lại. Ờ, giống như quân sự bộ đội nha. Ồ hay quá ta, nghe cái bo cái bước qua đứng một máu trên cái nệm. Thì mấy thầy cũng phát minh cũng tương đối giỏi, cũng là khá rồi. Rồi mấy thầy đi lên xong nghe cái bo cái bắt đầu tự trong máy nó điều chỉnh đúng giờ luôn. Máy rất hay. Rồi hồi sáng chúng tôi thấy đại chúng niệm Quan Âm thì gần như cái tiếng của chúng tôi nó vẫn không vô 3-3-4 là niệm trơn, niệm thẳng đúng không? Chúng tôi mới thâu lại chút xíu nữa là giảng xong là về thầy Tánh sẽ gửi lên. Cái âm điệu nó như vậy có khoảng cách. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế, chậm hơn một chút. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đã nhớ số rồi thì cho nhớ số luôn, danh hiệu Quan Âm nhớ luôn cho đủ bộ. Hả? Nhớ cái khoảng trống đó là hít thở sâu. Thì Ấn Tổ nói nếu người dùng thập niệm nhớ số này mà khi sức định sâu rồi chậm mau không thành vấn đề, chậm hay mau nhớ số và nghe rõ ràng là được. Đừng có nhanh quá líu lưỡi niệm không được thôi, chứ nhanh hay chậm không thành vấn đề. Nhớ cái chỗ này. Giờ bữa nay chú Bá thì thực sự cái giọng của chú, hồi xưa chú ở ngoài chùa Thiên Mụ Huế, ông tụng nghe rất ngọt. Nghe âm thanh của chú tụng đúng âm điệu người tụng kinh được học qua trường lớp. Cho nên bây giờ chú lấy luôn cái đoạn mà chú vô vừa lễ Phật, nguyện hương. Nguyện hương rồi bắt đầu lễ Phật rồi bắt đầu vào kinh á. Thì bữa nào chú không có vô cộng tu nửa buổi sáng thì mở ra đại chúng, người dẫn chúng đó chỉ là gì? Bắt đầu nguyện hương thôi cũng được. Không? Bắt đầu nguyện hương rồi cắm hương cho nó dễ. Vừa cắm hương xong bắt đầu đảnh lễ thì nó dễ hơn. Mở âm thanh của chú ra, coi như người dẫn chúng quá khỏe, giống như người tu bình thường, không có gì. Khỏe vô cùng luôn, rồi đảnh lễ tam bảo xong hết rồi bắt đầu vô tụng kinh tiếng của chú luôn. Thì hôm bữa giờ là tiếng chú tụng kinh hết Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy luôn, thì bây giờ để đảnh lễ luôn. Và khúc sau đó tự quy y thì chú cắt chú làm hết bằng máy hết cho nó khỏe. Người dẫn chúng chỉ là bấm thôi, quá khỏe luôn. Đó, hôm nay chúng tôi nói như vậy để chú Bá với thầy Nhuận Minh biết cách để mà xử lý làm sao cho cái buổi lễ cộng tu đại chúng bốn thời thiệt là thoải mái và người dẫn chúng không bị áp lực. Lỡ người dẫn chúng không có bị bệnh thế người khác vô thì quá dễ với họ luôn, chỉ nguyện hương thôi. Không? Quá dễ. Còn cái bài mà hôm trước chúng tôi làm đó có lộn một chữ. Nhiếp thọ chứ không phải nhiếp cho. Hôm trước chúng tôi nói chú Nhật Minh chỉnh lại mà cuối cùng đã in ra. Cái trong đó nó có chữ nhiếp cho thành nhiếp thọ. Ở đây khu chân tu đại chúng phục nguyện cũng đại chúng phục nguyện chung hết như trên này rất hay.
không một niệm riêng, làm cho một người nhiều lúc họ lúng túng, họ không quen dẫn chúng, như trên này phục nguyện chung hết luôn, rất hay. Ấn Tổ khai thị về giới luật, nói về việc trì giới, trước hết phải giữ được hai câu giới luật khái lược của Phật. Giới ấy là thế nào? Chính là đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Hai câu ấy bao trùm hết thảy giới pháp, trọn chẳng sót chút nào. Đấy chính là câu trích từ giới kinh của Như Lai vậy. Yeah. Thì bây giờ mình cứ nghĩ kỹ lại. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Đó là ác đúng không? Đó là xấu ác. Nhưng mà người đời người ta thấy bình thường. Nhưng mà trong nhà Phật là quy vô cái tội này không được làm người, phải làm loài súc sanh. Quý vị biết cái loài súc sanh nó khổ hay sao? Hoặc nặng nữa là địa ngục ngạ quỷ. Mới hôm qua nghe Ngài nói không những có lục đạo mà có thất đạo. Địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người tiên. Quý vị nhớ hồi xưa có những cái sách hoặc những người người ta kể những ông tiên ngồi đánh cờ, râu dài, tóc bạc, sống thọ cõi tiên, trên cõi người sống thọ hơn chút mà dưới cõi trời, gọi là thất đạo, tiên rồi mới đến thiên. Thiên, tiên, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, gọi là thất đạo. Trong bộ phận sau càng nghe càng thấy mà thấy lạ, nhiều cái Ngài nói siêu luôn. Như vậy là giới luật mục đích là chỉ ác đó. Nhưng mà nếu không có, Ngài nói nếu không có lấy cái nhân quả để mà kết hợp với giới luật á, thì giới luật này thực sự là chỉ mới có được chỉ ác thôi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, chỉ ác. Không làm điều ác từ ngay bây giờ về sau. Nhưng những điều ác trong quá khứ đã làm á, là tốt nghiệp á, thì phải tin đến một cái pháp cao siêu hơn, vượt bậc hơn, đó là nhân quả. Chỗ này lãnh hội nè. Nếu không sát sanh mà phóng sanh, đây phải tin nhân quả. Nếu họ kêu ồ, họ không sát sanh, không giết người, không giết thú vật, họ ăn chay thôi, họ không bắt đầu gọi rằng chỉ ác tác thiện, mà nếu nó nên tác thiện là bắt đầu bước sang phạm trù của nhân quả. Chỗ này sâu, ngày lý luận chỗ này rất sâu. Nhưng mà có những cái giới luật mà có những người học thuộc mà làm không được. Cho nên ông Bạch cư vị hỏi Ô Sào Thiền Sư, đại ý của Phật Pháp là gì? Tinh hoa của Phật Pháp là gì? Tam tạng kinh điển Phật nói những cái gì trong này gọi là đại ý? Thì Ô Sào Thiền Sư nói đừng làm các ác, vâng làm các điều lành. Ông Bạch cư vị ông cười, cái chuyện này con nít 8 tuổi nó còn biết. Ngài nói liền, này họ Bạch, con nít 8 tuổi biết mà ông già 80 tuổi làm không được. Làm được cái việc mà không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, chứ cái chuyện này không phải là dễ đâu. Nếu mà làm 10 điều thiện được ý không tham sân si, mà người gọi rằng là đã làm được 10 điều thiện này thì gọi là A-la-hán. Không còn tham sân si là A-la-hán, mới gọi là chứng được cái điều này. Khi Bạch cư vị nghe đến là tái mặt liền. Ông một nhà thơ giỏi ở bên Trung Quốc. Như vậy hôm nay mình nếu hiểu giới luật một cách bình thường thôi thì gì? Chỉ ác, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu là chỉ ác, từ bây giờ không làm nữa. Nhưng mà cái thói quen của nhiều đời nó đã làm rồi, nó tà dâm, nó sát sanh, nó trộm cắp, cái thói quen đó là nghiệp lực, túc nghiệp, nó thôi thúc, nó đẩy con người khó có thể giữ được, bởi vì không có lý trí, không có sức định. Thần không có yên ổn được, tinh thần không yên ổn được, nó thúc đẩy con người rất mạnh. Thì bèn phải dùng cái gì? Phải bèn đến niệm Phật, phát Bồ Đề Tâm. Nghiêm trì tỉnh giới chưa đủ đối với bọn phàm phu chúng ta. Phải tiếp tục phát Bồ Đề Tâm, bởi vì giới là nền tảng của vạn pháp. Tất cả pháp môn của Phật, giới là nền tảng, giống như xây lầu cao vạn trượng, móng là nền tảng. Nhưng mà nếu không có cái pháp là niệm Phật để tiêu túc nghiệp, đây là cái gốc của muôn pháp. Nền tảng rồi cũng phải có cái gì? Có cái gốc của nó nữa. Và chủ sói là phát Bồ Đề Tâm, hướng thiện. Cho nên giới luật mà hiểu một mặt đơn thuần, tôi học năm giới, cư sĩ 10 giới sa di, 200 năm giới kỳ kheo, rồi Bồ Tát giới, nhiều đó thôi, mà không hiểu sâu về nhân quả thì người này gì? Họ không hiểu được nhân quả của đời trước.
và không tin nhân quả đời trước và không có phát huy được cái giới luật này, không sát sanh rồi hết, không giết người, không giết súc vật, ăn chay hết, không có tác thiện, không có tiếp tục nâng cao cái giới luật này bằng nhân quả là phóng sanh, kiên giết, ăn chay, khuyến khích người phóng sanh, khuyến khích người kiên giết, khuyến khích người ăn chay, đó là lợi tha. Không trộm cắp là chỉ ác nhân quả. Nhưng nhân cổ đời sau, giờ không trộm cắp thì đời sau được giàu có thì được. Nhưng mà nếu mà để cho mà mình hiểu được là cho cái đời sau nó cái quả nó thù thắng hơn nữa là bố thí, không trộm cắp bố thí. Không tà dâm, người này là trinh lương và không phá hạnh phúc của mọi người, không nói dối mà nói lời chân thật, nó phải phát huy được cái nhân quả trong giới luật. Chỗ này là cái chỗ hay. Cho nên Ngài nói, Ngài khai thị, Ngài nói cái việc hôm qua chúng tôi nhắc, hôm nay chúng tôi nói điều này. Ba nghiệp của chúng sanh trong cõi phàm phu này, không gặp được sánh thánh hiền, không gặp được Phật tổ, không gặp được bậc thiện tri thức, thì thân của họ phải là điều vui. Họ lấy sát sanh, trộm cắp, tà dâm, họ làm điều vui. Coi lại đi, những người ngồi trong này nếu không tu mà tu cho cật lực để sợ cái chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm nó ở trong tâm mình, nó thôi thúc mình làm mà trừ nó, giống như ghẻ độc mà không chịu trừ á, thì gần như đây là thích thú. Tâm lý mình rất hay, một là trừ khử nó và không xa lạ với nó. Hồi sáng chúng tôi đi trên đường nói chú Thắng, chú nhớ lúc trước chú hút thuốc, ông hút thuốc lúc bao nhiêu tuổi? Ông kêu lúc hút thuốc lúc lớp 9, đến hôm nay cũng gần 10 năm rồi. Bữa nay bắt đầu xuống khu chuyên tu bỏ được, chúng tôi nói chú, cho khi nào mà chú hít thở giống như hít hút thuốc không? Có khi nào nghĩ vậy không? Mình hút thuốc bởi vì cái hơi thuốc nó vô, cái nó chạy trong người, cái nó làm cho sung sướng. Ông kêu úi giời, nhiều lúc bây giờ con còn thèm thuốc nấm xíu quá. Thì chúng tôi mới nói chú Thắng, chú phải nói với cái ông Thắng thứ hai á, ông Thắng thứ nhất nói với ông Thắng thứ hai, mày mà hút một lần nữa là ông sư phụ cũng cho mày ra khỏi khu chân tu. Mày biết không ông Thắng, mày nói vài lần, nhiều lần cái nó sợ, mày mà đi đá banh nữa mày chết nghe ông Thắng. Nói vậy tự nhiên thấy ông Thắng thứ hai nó quy vô ông Thắng thứ nhất, nó sợ liền. Nó chơi chơi vậy mà hay lắm á ngang. Cái tâm của mình mà thấy tham sân si giống như ghẻ độc, giống như một người xa lạ, bắt đầu là có thái độ là giặc, là bắt đầu trừ nó dễ vô cùng. Không nhận diện được giặc là thua, không được nhận diện được ông Thắng thứ hai là thua. Lỡ nó hút vô nữa một cái là ra khỏi khu này rồi sao? Cái đó là răn đe cân nhắc nó, hiểu không? Ông Nhật Minh thứ nhất nói với ông Nhật Minh thứ hai, mày mà coi như là chơi game hoặc là làm gì nữa, ông thầy nhà không biết được một cái là chết ngang ông Nhật Minh. Này, răn đe nó, hiểu không? Hay lắm, cái thái độ này rất hay. Nhận diện nó không phải là mình. Hay lắm, cái nhận diện này hay lắm. Phải biết giặc, biết ta, biết quân mình, trăm trận trăm thắng, không thôi là thua dài dài. Đó. Thì Ngài mới nói rằng là nếu chúng sanh trong cõi phàm tục này nè, mà không gặp được sánh thánh hiền, không tin nhân quả, không gặp thiện tri thức, hằng ngày răng nhắc, thì thân thì nó lấy sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó làm vui, vui trong ngũ dục. Rồi miệng thì nó nói láo, khẽ khoan, đâm thọc, rửa chửi, nó đó là vui. Thân thì tiếp tục nó uống rượu, miệng nó uống rượu, rồi ý nó tham sân si. Thì ba đường ác mở ra cho con người này, cơ hội làm người không còn. Phạm năm giới làm sao làm người nữa? Ây à, nguy hiểm quá. Giờ làm sao đây? Nếu đổi lại ba nghiệp thân, thường lễ Phật, chuyên lễ Phật, lễ một Phật A Di Đà, thêm Quan Âm, Thế Chí, Thích Ca, mỗi vị ba lạy là được. Vạn Phật thì nhiều quá, tâm khó quy nhất. Lấy vạn Phật quy về một Phật đi, thì một được rồi thì tất cả sẽ được. Một là tất cả là một. Cái lối của Ngài là đừng nói lạy nhiều Phật là không bằng một Phật ngang. Đừng nói tụng một kinh Di Đà không bằng nhiều kinh. Nhưng không có chê bai chỉ trích người khác. Người khác nói con nhập thất bế quan sáng tụng Lăng Nghiêm được không? Ngài kêu được. Rồi Thại Bi Thập Chú được. Nhưng mà phải lấy câu niệm Phật làm chủ, biết chủ biết khách à. Niệm Phật phải nhiều chứ không phải niệm 10 câu là nghĩ là không có được à. Hay vô cùng, hay vô cùng đối với cái bộ văn sao, người nào muốn liễu sanh thoát tử. Còn dở vô cùng với những người họ không thích chuyện liễu sanh thoát tử vãng sanh. Cái bộ này không có là gì với họ, đưa tiền bạc đô la hột sòn thì họ chịu. Nắm cái chỗ này cho rõ. Nếu thân mình bắt đầu chuyển phàm, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, trong ý niệm cũng không còn chuyển qua thân chuyên lễ,
miệng nói láo khoe khoang đâm thọc rủa chửi, bây giờ bắt đầu chuyển sang chuyên sinh Phật hiệu, ý tham sân si bữa nay đổi sang ý niệm Phật. Thì từ trong tâm khởi lên niệm là ý chuyên niệm, miệng chuyên tụng, thân chuyên lễ, chuyển ba cái nghiệp này qua trở thành tịnh nghiệp, thì người này có cơ may được vãng sanh mà về tới Tây Phương Cực Lạc thì bắt đầu thân mình là chuyển khác nữa rồi. Chuyển như thế nào? Thân có đại thần thông, miệng thì biện tài vô ngại, trí của mình thì có đại trí tuệ, tha tâm thông, biết được tâm mình và tâm tất cả chúng sanh trong pháp giới. Kinh khủng không? Kinh khủng không? Khi về Cực Lạc là bắt đầu thay đổi khác nữa rồi đó. Nghe thích đúng không? Cái gì ngăn cản? Nghiệp chướng ngăn cản. Nhưng cái câu này hồi sáng thầy Tánh lúc trước hỏi chúng tôi mà ông lại quên rồi. Bây giờ ông đọc nhiều sách đó. Cái chỗ này là chỗ bên này. 2 tháng rồi mới lãnh hội được câu này. Đọc văn sao không dễ gì lãnh hội. Thầy Tánh kêu chúng tôi vô nói: người niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, đới là mang, mang nghiệp về Tây Phương Cực Lạc, trong đó có nghiệp xấu và nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp ác. Lẽ dĩ nhiên là nghiệp thiện phải chiếm ưu thế, và tâm mình là phải hướng thiện chiếm ưu thế. Tuy rằng kiến tư chưa đoạn, tham thân si mạn nghi chưa đoạn sạch, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến chưa đoạn sạch, phục được thôi vẫn còn, thì còn phải gọi là đới, là mang. Nhưng mà khi mang về tới Cực Lạc rồi, nghiệp không thể được. Trời, không hiểu. Nghiệp không thể được là sao? Không hiểu nổi. Thầy Tánh nói mình cũng lý luận, nghiệp không thể được là sao? Chắc là lúc đó chúng tôi lý luận là lúc đó là có nhưng mà nó không có bùng phát được. Có tham nhưng mà điều nó không có phải như ở súc sanh để làm lòi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục được. Có tham nhưng mà nó không có bị tham đắm. Mình lý luận không trôi. Ây da, sáng hôm nay đi ngang qua động nghe ngài nói: người tới về tới Cực Lạc, kiến hoặc tư hoặc nghiệp khổ đoạn sạch, tự đoạn sạch, giống như một cái lò luyện lửa lớn thiệt lớn, quăng miếng thiết vô cháy rụi liền. Người về tới Cực Lạc bắt đầu đi vô liên thai, còn hàm dưỡng trong liên thai, thấy Phật ngộ vô sanh, thì kiến hoặc tư hoặc nghiệp và khổ sạch sành sanh, giống như miếng thiết quăng vào lò luyện lửa lớn. Hay, hay, quá hay, quá hay luôn. Cũng ngài nói nhưng mà chỗ này nói cái đoạn này, nhưng mà cái chỗ mà ngài mà nói là về tới Cực Lạc mà nghiệp là không còn, kiến tư không còn và khổ không còn, tam khổ rồi thì khổ khổ hội khổ, hành khổ rồi bát khổ không còn. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh thì tự nó rơi rụng, giống như bóng tối 1000 năm vừa ánh sáng vô làm mất liền bóng tối. Nghiệp còn đó nhưng mà tự nó rơi rụng hết, nhờ Phật lực gia trì, nhờ y báo là cảnh giới, nhờ nguyện lực của Phật. Và Phật nói ai bất cứ chúng sanh nào về cõi ta là phải kiến hoặc tham sân si mạn nghi, không còn một mảy may, không còn một chút gì hết cả. Kinh này hay. Hiểu được điều này cả một kỳ công, đeo đuổi suốt 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 thì mới có thể thâm nhập được. Sướng không? Có gì sướng bằng một đời niệm Phật buông xả vạn duyên, mà buông tất cả, được tất cả cho thiếu thốn gì đâu. Là về tới Cực Lạc không còn tham sân si, mạn nghi, ác kiến, vũ sạch sẽ hết, thấy Phật ngộ vô sanh luôn. Rồi thân có đại thần thông, trí thì đại trí tuệ, miệng thì biện tài vô ngại. Vừa cử thân một cái là dùng thần thông đi cúng 10 phương chư Phật. Rồi gì nữa? Được nước là diễn diệu pháp, cây diễn diệu pháp, và nhà cũng là do tự mình biến hóa ra, cơm áo thức ăn do mình biến hóa tùy tâm sở nguyện. Còn cõi này tìm được manh áo, trời chảy nước mắt luôn. Nấu được buổi cơm ăn, có nhiều lúc đang ăn ông chồng ông đập bàn ông đá đổ nó. Trời ơi, sốc chi ở đây vậy trời. Thấm không? Nghe câu này thấm không? Nhưng mà kêu là đi không phải là con người đó là họ muốn đi về Cực Lạc, là họ ruồng rẫy, họ bất mãn, họ chán chê ê chề ở đây, họ ghét dơ con người ở đây để họ đi. Không phải. Họ thương con người vô cùng, họ thương vật vô cùng, họ sống rất hạnh phúc, họ sống rất an vui. Mà họ nghĩ trong đầu là tạm, 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 giả, 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 để đi về bên kia. Những người trong tù, đang ở trong tù ngồi viết thư gửi ra, người nói trời ơi ông ở trong tù sướng quá chừng, tôi hằng ngày mệt muốn chết, thư từ gửi đến ông ở đó ai cứ gửi thư đâu, ông giống như nhập thất.
ông ở trong đó ông niệm Phật, ông an vui, có khi nào ông được cơ hội như vậy đâu mà ông thấy khổ. Cái tù không phải là khổ, mà khổ nơi cái tâm của ông. Ông nhận diện được đi. Chỗ này, chỗ đại chúng lãnh hội. Hai câu thiện ác, nếu nhìn hời hợt dường như chẳng đặc biệt lạ lùng gì, nhưng nếu kiểm điểm nơi khởi tâm động niệm giữ được hoàn toàn không phạm giới, người ấy là thâm nhập cảnh giới thánh hiền rồi. Nhiều người nói ồ, ác có gì đâu, dễ ổn, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, được, ngoài thân không làm, nhưng mà trong từng ý niệm đã khởi lên tội phước rành rạch phân minh rồi. Người đã ngộ được thể tánh thanh tịnh là mình xa lạ với tham sân si mạn nghi ái dục sát trộm dâm dối, người này là hiền á, hiền á, hiền mới làm được gọi là triệt ngộ đó, triệt chứng là dứt sạch luôn vô a la hán. Nếu thời này mà tìm người để mà tu tứ diệu đế chứng a la hán không niệm Phật thì chảy máu mắt tìm không ra, ngày đó không có, thời này không có, xa Phật, cách Phật, cách Phật quá xa, bọn phàm phu cách thánh quá xa, cho nên khó. Chứ không phải pháp này không hay, nó khế lý nhưng mà khế cơ không có, không khế cơ được, cơ căn cơ mình không thể tu để chứng thánh trong đời hôm nay được, là vô a la hán được đâu. Thời Đức Phật còn tại thế mà nhiều vị đệ tử cũng vẫn không chứng, như ngài A Nan Phật nhập diệt rồi ngài mới vô a la hán được. Luật không phải chỉ là những sự việc thuộc về mặt thô mà thôi, ví dụ như không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, không hành sự như vậy, không những là thô mà tế là phải từ trong tâm, niệm thô không còn nữa, thô tháo không còn nữa, mà niệm tế trong tâm bắt đầu từ từ nó phải tiêu diệt trong trứng nước từ từ nó, và phát triển được cái mặt tích cực của cái giới đó là không sát sanh là phải phóng sanh, phải ăn chay, phải kiên giết, không trộm cắp là phải bố thí, tích cực của nó là vậy. Nếu chẳng chú trọng giữ lòng thành kính thì cũng là phạm luật, nhưng nhân quả là cốt lõi của luật. Nhân quả là cốt lõi của luật. Hiểu ra được cho sâu xa nhân quả là cái việc thí dụ không tà dâm. Bây giờ mình nói giới luật không cho tà dâm, nhưng mà mình hiểu sâu vô nữa, nếu mà tà dâm như vậy là hoại loạn nhân luân, là dơ bẩn tự tâm, vạn ác dâm đứng đầu, rồi chừng sẽ đọa lạc trong vạt sôi lưới, gọi rằng là rừng gươm núi đao, mất hết toàn bộ sự nghiệp, thân tâm thân tàn ma dại rất nhanh. Đó là bắt đầu bước phân hầm trù, hiểu nhân quả sâu hơn rồi đó nha. Chứ nếu mà nói không có sát tà dâm không thì nó chưa có mạnh bằng cái chuyện hiểu sâu nhân quả, nó sẽ đi đâu, nó sẽ đọa lạc như thế nào. Và con người mình bây giờ đây là mình bị coi như là một cái nhân của đời trước, là không có trinh lương, bây giờ mình chồng phải theo vợ bé, làm cho mình hạnh phúc đổ vỡ, không yên ổn. Thì hiểu sâu về nhân quả thì giới luật mới bao trùm giới luật. Tinh xảo lắm, tinh xác cực kỳ luôn cái bộ văn sao này. Hôm trước thì tụng giới đây chúng tôi chưa để cái tâm, bởi vì còn lo xây dựng sắp xếp, mà lạ nha. Mỗi lần xây dựng sắp xếp công việc này việc nọ là nhớ công việc đó, câu Phật hiệu quên bẵng luôn, và đề khởi rất khó, nhạt nhè, và để cái tâm vô để mà lo cho đại chúng về cái chuyện tu hành giảng thì nó cũng yếu, được cái này mất cái kia, đúng là phiệt phàm phu mình. Cho nên ngài nói cái người mà muốn niệm Phật vãng sanh, công việc gì phải tùy phận tùy sức. Ví dụ nấu cơm là cũng phải nấu, chứ nếu thầy tệ nói ôi sư phụ giảng nói mọi việc đều buông thôi khỏi nấu cơm luôn, đói vậy mình cũng đói luôn rồi mình chết rồi. Cho nên tùy phận tùy sức, trong những công việc gì mình đảm đương được thì đảm đương, quá phận giá quá sức thì phải bỏ nó đi quay trở lại. Hay hay cái câu là người niệm Phật đừng tính cho ngày mai, ngày mai nó tới thì nó tới, còn cái chuyện ngày mai đi mua đồ ăn về nấu lẩu thì tính, cái chuyện đó trong phạm vi mình đơn giản thì tính, mà tính cái chuyện cao xa cho ngày mai, tức là những chuyện cao xa năm 10 năm 2 3 năm sau, rồi tính nhiều thứ quá. Dĩ nhiên cuộc sống phải có cái sự sắp đặt, nhưng mà sắp đặt xen vào cái việc của quá khứ quá đáng, nghĩ đến cái chuyện của tương lai quá đáng đi, rồi cuối cùng quá đáng, tính là để toàn tâm tư vô đó, rồi cuối cùng tâm lực mất hẳn, khí lực mất hẳn luôn, rồi nghiệp lực trào lên, rồi bắt đầu khổ đau. Đó do mình dụng tính thôi. Người niệm Phật để Phật tính. Nghe câu này hay.
niệm Phật đi, rồi cái gì mà nó rắc rối một chút cái ngàn chú tôi cảm giác thấy, cái gì mà nó rắc rối một chút là thôi niệm Phật để Phật tính, chù cho nó khỏe, giống như ngàn cân trên vai đặt xuống. Ca hiểu chỗ này nè, làm được. Nó suy nghĩ tùm lum hết trơn à, chưa làm nhà mà nó suy nghĩ gì đâu mà nát beng cái đầu luôn rồi. Cái thôi để Phật tính, niệm Phật đi. Chỗ này nhưng nhân quả là cốt lõi của luật. Nếu ai không biết nhân quả và lầm lẫn nhân quả thì đều phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm động niệm thường hợp với Phật thì luật giáo thiền tịnh đều cùng hành cả. Nói như Phật nói, nghĩ như Phật nghĩ, làm như Phật làm, niệm nào cũng là niệm Phật. Lợi người lợi vật trọn vẹn trong đó là thiện, hại người hại vật trọn vẹn trong đó là ác. Mà đã là ác rồi, hại người hại vật, tuy rằng không giết nó mà ăn thịt nó cũng là hại nó. Hại đó là khuyến khích người khác đi giết cho mình để ăn, vui theo để giết. Thì cái tội này là phạm luật rồi. Như vậy Ngài khuyên những người mà mới bắt đầu quy y không ăn chay trường được thì phải ăn chay ngày, có thể 4 ngày, 14, 15, 30, mùng 1 tháng thiếu là 29, hoặc là 10 ngày, bắt đầu ngày chia ra những cái tháng phải ăn chay trường cả tháng. Để làm gì vậy? Để nuôi dưỡng lòng từ, bởi vì giảng sanh cực lạc nó có yếu tố là lòng từ không giết mà. Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, phải làm đủ điều này. Và làm 10 điều thiện, phải làm đủ điều này là tiêu chuẩn của tịnh nghiệp, là cái phước của tịnh nghiệp để về cực lạc. Nếu làm không đủ là bốn cái này có một cái trục trặc là quý vị thấy là hỏng chuyện. Năm giới mà có một giới trục trặc là quý vị thấy thất bại. Dầu cho là cái giới uống rượu là giới tướng, không thọ không phạm, nhưng mà thọ rồi uống vào cũng là bị phạm. Còn bốn giới còn lại, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đây không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, đây là giới tánh, thọ không thọ gì cũng phải phạm. Nếu thọ rồi mà phạm thì tội gấp đôi. Còn nếu giới tướng uống rượu mà không có thọ thì không phạm, nhưng nó cũng làm mất hạt giống trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì làm lộ súc sanh nữa gì. Trời ơi, hồi tối đổ xong cái mương nước hôm bữa nó bị sụp rồi đó. Đổ xong rồi chúng tôi đi một vòng, bởi vì lúc trước ít có đi là do cây cối rồi đất đai rồi nó dơ quá. Qua thầy Phổ rồi mấy chú Châu ông rửa xong rồi chúng tôi đi một vòng. Đi vòng cái lấy đèn pin, thường chúng tôi đi hay soi đèn pin dưới đất, sợ mấy con kiến con dế gì mình đạp cho nó. Cái đi soi đi ngang qua thấy con cóc mình á, nó chống hai tay trước nó ngồi đúng không, hai cái chân sau nó ngồi, không có ai kêu nó mà bữa nay mới thấy con cóc nó kêu. Cái bọng ở dưới cổ nó nổi một cục vậy nè, mà nó trong, bởi vì cái bọng của nó là bình thường không thấy nó trong, mà khi nó nổi ra nó kêu là nó mỏng quá, nó trong dắt luôn. Trời ơi, chúng tôi nói cóc ơi ai kêu mày kêu chi cực vậy cóc. Cái chúng tôi soi nó một cái nó nó hết kêu, nằm lại. Đội chúng tôi vừa bước mới được ba bước bắt đầu nó mà cái bọng cái cổ nó nổi ra một cục trắng bóc luôn, mà nó căng cái da nó kêu quá. Trời ơi sao mày kêu chi khổ vậy, mày niệm Phật cái cóc mày làm cái gì chứ, sao mày kêu, ai bắt mày kêu vậy cóc. Cái nghiệp nó hành nó phải ọt ẹt. Nhưng mà con người mình không ai bắt mà kêu, nhưng mà làm cái gì, cầm micro vô karaoke. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lên quên trớ đời mười mệt, hát còn ngơ ngơ. Ai kêu mình kêu vậy? Cái ngã nó kêu mình kêu á. Rồi bắt đầu hãnh diện, trời ơi bên đây sao ông hát hay quá trời. Toàn là phàm ngã hết. Con cóc thì nó còn khổ hơn, không ai đứng xung quanh nó mà tự nó kêu. Ây cha, khổ. Cái miệng nó làm cho mình khổ, rồi cái thân nó làm cho mình khổ, rồi cái tâm phiền não nó làm cho mình khổ. Dãy đầy như vậy mà kêu là sướng. Sướng cái nỗi gì ông trời. Ấn Tổ nói khổ mà khổ nói không nên lời, khổ mà khổ muốn chết được, tam khổ tứ khổ bát nạn, vậy mà nói là sướng. Phải là si mê không? Nói ở trong này thì nghe cười hoan khỉ kêu là đúng, mà ra ngoài mà nói mấy karaoke nó quýnh cho bể mặt. Khi tôi đang hát sướng mà bây giờ nói vậy.
hát rồi về nằm ngủ mệt muốn chết luôn mà sướng cái gì. Hay gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hai, A Di Đà Phật ba. Trời ơi sướng, nhẹ nhàng thoải mái thân tâm. Đang niệm vậy là đang liên lạc với Đức Phật Di Đà, đang nói kết nối với Đức Phật Di Đà. Nó đang connect, nó đang đang gì? Đang liên lạc với Đức Phật Di Đà. Rồi Ngài sắp xếp cho mình một cái tòa sen để vô ngồi trong đó. Về bên đó hoặc nghiệp khổ tiêu, thân đại thần thông, trí đại trí tuệ, miệng biện tài. Cái pháp nào mà một đời được như vậy? Ấn Tổ tán thán và nói trong đời này và tột cùng đời vị lai tán thán không hết. Không hết nổi cái pháp môn tịnh độ với cái nguyện lực vô tác, diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật Di Đà và công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho bọn chúng ta. Đối với tam quy ngũ giới là cửa ban đầu để vào Phật Pháp, tuy các pháp môn khác nhau đều nương vào đây để nhập. Huống chi pháp môn tịnh độ giản dị dễ dàng nhất, chí viên chí đốn, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng soi xét tam nghiệp, chẳng trì ngũ giới sẽ không có phần được thân người lần nữa. Huống gì muốn được thân liên hoa đó ư, đầy đủ quang minh tướng hảo. Nếu không trì ngũ giới niệm Phật thì thân người còn không được, đừng nói cái chuyện đi vô liên hoa. Tinh nghiêm trì tịnh giới, năm giới giữ chắc có phần giảng sanh. Với điều kiện phải niệm Phật tích nguyện thì có thân liên hoa vào trong hoa sen. Đó là cái thân của mình do Đức Phật Di Đà gửi cho mình trước khi bắt đầu chân xích về Tây Phương Cực Lạc, nhập cư trong đó. Và được thân liên hoa thì liền được thân quang minh luôn. Từng chữ từng câu trong này, nếu có thân liên hoa thì đầy đủ tướng hảo quang minh luôn trong đó. Thích không? Hàng ngày phải suy nghĩ điều này, hàng ngày phải xích thú điều này, hàng ngày phải nghe lại điều này. Có nhiều người nói trời ơi, cái đĩa hồi hôm vừa rồi nói về cái việc mà ký số đó, thì thầy tánh một số các thầy dưới đó còn muốn nghe lại. Hòa Thượng Tình không có khả năng này. Ngày Lý Bình Nam giảng xong lên, bước lên phước tòa, pháp tòa có thể nói 80-90% y chang như vậy. Nhiều lúc ngôn từ không chính xác 100% mà ý như vậy. Một số ngôn từ có khả năng của Hòa Thượng có điều này. Mình làm được điều này không? Không có, phải nghe đi nghe lại như bà Lưu Tố Văn chứ. Cho nên cái người mà họ vào đạo mà bắt đầu cái tâm họ khiêm hạ, nhún mình, cung kính thì người này dễ nhập đạo vô cùng luôn. Người nào mà cứng cỏi, bướng bỉnh, lì lợm, ngã mạn, ngang ngạnh, cho ta là đúng mà không có phục được cái tâm ngã mạn để giữ lòng khiêm hạ, thì người này dầu một ngày niệm bao nhiêu tiếng Phật nhưng mà cái tâm này đã ngăn cách Phật, đốn phá con cái tâm này không được. Cái này nó ngoài giới luật một chút, ngã mạn đúng không? Ngã mạn cũng là một cái ngã, nó chấp cho mình là đúng, cũng là tham trong đó đó. Rồi nó chạy đến tham ái, rồi tham ngã, rồi nó đủ thứ trong đó nó trở ngại. Người này cách xa đạo, giàu cho giỏi bác thông kinh điển nhưng không có một chút gì nhiễm đạo rõ ràng. Cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói những điều này tương đối là thiết yếu, lưu lại trong tâm, lưu lại bộ nhớ trong đó mình hành trì. Chúng tôi đang nói cái gì là chúng tôi gọi rằng là gì, dùng để tự hành lại còn nói dạy người. Ấn Tổ nói nếu mà mình một mình hành, mình đi về Tây Phương Cực Lạc thì phẩm vị nó vừa là thấp thứ nhất, thứ hai nữa nhiều lúc người ta ở bên cạnh mình hỗ trợ cho mình, ví dụ trên này là hỗ trợ về cái chuyện nãy chúng tôi một chuyện chút xíu là chúng tôi lễ Phật, thầy mình cũng phải lấy cây nhang rồi sắp xếp mọi việc rồi nấu ăn nấu uống, chút nữa xong rồi cũng có người nấu ăn thì người ta hỗ trợ cho mình về cái mặt cơm áo gạo tiền cuộc sống, thì mình phải hỗ trợ lại Phật pháp cho họ chứ đâu mình biết mình im luôn mình đi vậy. Nhưng mà nếu mà biết rồi không tự hành mà dạy người thì coi như không được. Phải dùng để tự hành là dạy người. Từng chữ trong này tinh xác vô cùng. Áp dụng đúng như vậy, tinh xác vô cùng, tinh xảo vô cùng. Nếu không dùng để tự hành mà dạy người thì coi như là dùng thân để dạy thì người ta nghe theo. Thì lúc đó dùng miệng để nói mà thân không làm thì họ không làm đâu. Cách nào cũng làm được.
Cho nên cha mẹ dạy con không được là do mình cũng sai trái từ nhỏ. Mình không dạy nó, bây giờ lớn cái cây nó thẳng giống như là một cái cây mà nó già, nó cứng, nó thẳng rồi, làm sao mình uống nó được nữa. Hôm bữa có cô đó hỏi, bây giờ con niệm Quan Âm hết không? Lẽ dĩ nhiên Quan Âm có sự gia trì, mà bản thân đứa nhỏ đó không niệm nữa. Mình không dạy cho nó học đúng cái lời dạy để làm thánh hiền, làm Bồ Tát, mà cầu tha lực bên ngoài không, đó cũng là cái chuyện có sự gia trì. Nhưng mà phải phối hợp hai bên. Một mặt con mình có biết sửa sai, nó niệm Quan Âm, mình tha thiết sửa sai niệm Quan Âm, rồi Quan Âm bứ ứng hiện nhiều loại thân đó, có gia trì có chứ không phải không có. Nhưng mà một mặt mình không có sửa sai mà cứ cầu Quan Âm thì hai cái sự liên lạc với nhau bấm số, nó không có đúng số điện thoại, làm sao liên lạc được. Tâm mình trái ngược với tâm Bồ Tát rồi. Mới còn nhỏ 15 tuổi yêu đương, rồi bồ bịch ăn nằm làm lung tung khổ đau, giờ khóc lu bù hết trơn, rồi cuối cùng gì té ngửa ra. Rồi bây giờ kêu niệm Quan Âm không, không kêu nó sửa hết đâu. Tâm mình với tâm đứa nhỏ nó lệch với cái tần số Quan Âm rồi, cái sự giá trị không có. Bởi vì mình phải sửa cho người là một người tốt chứ. Cho nên cái nguyên lý của nó là tâm phải tương ưng rồi bắt đầu cảm ứng. Cái chỗ này chí thành cảm ứng, chí kính cảm thông, nó phải có cái sự tương ưng vừa sự lẫn lý. Nếu mà có sự Quan Âm gia trì mà cái lý trong tâm mình không có tương ưng thì coi như cũng không thành, đúng không? Không thành. Nên thành ra là cái việc hôm nay thì cái lá thư ông Châu Chí Mậu này là đọc trước khi chúng tôi ngưng thầy tánh, thầy Minh đọc để đại chúng lãnh hội cái lá thư này. 4 trang là vừa hết, là giờ bắt đầu chúng ta tụng giới là vừa. Trước khi tụng, trước khi đọc, chúng tôi nhắc chỗ này một tí. Đó là trì thần chú đại bi buổi chiều. Ví dụ chiều hôm nay trì thần chú đại bi, mỗi buổi chiều tỉnh thất Quan Âm, lấy công khá theo ấn tổ dạy là 54 biến là vừa, trung bình, giữ hoài. Hoặc giả là 25, ít nhất hoặc 75. Thì cái lối trì cũng phải gì? Thấy hơi mệt, đuối hơi, tức ngực, cảm giác mỗi người tự biết là phải trì thầm Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chúng tôi hay dùng cách này. Buổi sáng hoặc khi nào đủ khí lực là tụng ra tiếng Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, vừa thôi, không ráng quá, không lấn cái tiếng mình hơn cái tiếng của mấy được, không làm như vậy. Vừa nghe cái miệng mình nhép, vừa cái tâm mình tụng, vừa nghe cái tiếng bên ngoài mấy, tập cho nó quen như vậy. Mệt nữa rồi bắt đầu lắng nghe luôn. Nhưng mà muốn trì không mệt thì sao? Lắng nghe cái câu đó, nó thí dụ mình Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi nha. Bây giờ mình nhớ chỗ này là Đại Bi nè nha. Rồi bắt đầu mình hít một hơi sâu vô, mình nghe đại chúng đang tụng, mình vẫn không bị gián đoạn, không bị mất cái khúc mà mình đang hít thở, mình đang nghe, vẫn thâm nhập vô tâm. Còn riêng chúng tôi tụng một mình là đến Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô An Trang Đấng Na Na Ra Dạ Gia, Nam mô A Di Đà Bà Lo Yết Đế Tức Bát Đa Gia Bồ Đề Tăng Đà Bà Gia Ma Tăng Đà Bà Gia Ma Ca Lo Ni Ca Gia. Thì chúng tôi không có máy thì chúng tôi phải nhớ cái khúc chúng tôi ngưng. Còn quý vị có máy thì quý vị lướt theo và nghe hết cái đoạn đó, kéo dài bao nhiêu, hít cho sâu vô luôn. Bước đầu phải bổ khí trước, rồi tâm nó mới định sâu. Phải nhớ cái này, điều thân điều khí rồi đến mới điều tâm. Thân không ngồi ngay ngắn, ẻo qua ẻo lại, hư cái xương sống mất. Cổ phải thẳng, ngồi. Mấy uống rượu này hay ngồi, cái hút thuốc ngồi. Đúng không? Không trang nghiêm. Chính những cái lúc mà mình trang nghiêm như vậy là đang lúc đó mình tập cho cái hạnh thanh tịnh trang nghiêm. Ở nhà mình có khi nào mà mình trang nghiêm, hay là con cái của mình ngồi mình nói xí xoa, cầm điện thoại, mặc quần đùi rồi ăn ngồi không đúng giờ đúng giấc, thì nó là phải bắt chước theo mình ngay thôi. Những cái hạnh nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà thanh tịnh trang nghiêm là hợp với Phật. từng tí chứ không phải đơn giản đâu. Về cõi Phật, chẳng lẽ mình về cực lạc mà ngồi phát đất lên ngồi kiểu vậy không có được, cho nó không có được như vậy đâu. Phải tập bây giờ. Bây giờ nghe thầy mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 74 cho cư sĩ Châu Trí Mậu. Thưa cư sĩ Châu Mộc,
nhận được thư biết ông sanh lòng tin trong sạch, muốn quy y Phật Pháp. Nhưng quy y Phật Pháp thì cần phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết sức mình, sanh lòng tin, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, lại còn phải kiên giết, cứu giúp sanh mạng, ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn thì cũng chớ nên tham ăn là được rồi. Lại nên giữ 6 ngày chay hoặc thập trai, nếu không sẽ trái nghịch với Phật. Nay tôi đặt pháp danh cho ông là Trí Mậu, vì tâm tánh như cây cối, do phiền não chướng lấp nên tâm tánh chẳng thể hiện như cây khô kháo. Đã có trí huệ thì phiền não chẳng sanh, cây tâm tánh cố nhiên sung xuê tươi tốt. Còn về ngũ giới hãy tự xét tâm mình, nếu có thể thọ được chẳng phạm thì hãy hỏi Hóa Tam về quy củ thọ giới trước Đức Phật, ông ta sẽ dạy cho ông. Quan không biết đầy đủ ra, đã quy y Phật Pháp, hãy nên đọc kỹ bộ văn sao, hành theo đó sẽ chẳng đến nỗi bị người tầm thường gây lầm lạc. Còn những chuyện cầu phước báo trong đời sau và luyện đan vận khí của ngoại đạo để cầu thành tiên vân vân, nếu ông thật sự lãnh hội được ý nghĩa của bộ văn sao, dù có trăm ngàn ngoại đạo cũng chẳng thể dao động cái tâm ông. Chớ bảo những điều ấy do quan nói ra, chỉ sợ không đủ làm chứng cứ. Nên biết rằng quan chỉ nói dựa theo ý của Phật, Bồ Tát, Tổ sư, Thiện Tri Thức, chứ không phải do quan tự nghĩ ra nói bậy. Mong hãy sáng suốt xét soi thì may mắn lắm thay. Tâm ông cao như trời, chỉ hèn như đất, miệng tuy nói nương theo những gì quan nói, nhưng thật ra hoàn toàn dựa theo thiên kiến của chính mình. Pháp môn tịnh độ chỉ lấy tính làm gốc, tin đến cùng cực thì ngũ nghịch thập ác đều được vãng sanh. Tin chưa tới thì dù là bậc thông tông thông giáo, chưa hề đoạn hoặc cũng chẳng có phần. Ông đã không thể thông tông thông giáo đoạn hoặc chứng chân, cậy vào tự lực để liệu sanh tử, lại không tin Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có đủ lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không một ai không được sanh. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn viên đốn thẳng chóng vô thường, để liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu còn chưa hiểu rõ phương hướng của pháp môn này, tâm cuồng vọng ham cao chuộng xa, bèn nghiên cứu khởi tính luận. Khởi tính luận quả thật là cương yếu để học Phật, nhưng đối với kẻ căn cơ kém cỏi và sơ cơ cũng khó được lợi ích nơi luận ấy. Dù nghiên cứu khởi tính luận thông triệt không nghi ngờ, nhưng dụng công vẫn phải nương vào pháp môn niệm Phật cầu sanh thì mới ổn thỏa thích đáng. Huống hồ pháp tướng thiền giáo dù tinh vi áo diệu cao sâu vẫn không thể mong bằng được. Tâm ông cao như thế chính là không biết phân lượng của cái cao. Chỉ ông lại cho rằng mình căn tánh kém yếu, mong chi sanh tây. Chỉ cần chẳng đọa ác đạo đã rất an ủi rồi. Ông không biết chẳng sanh Tây Phương, tương lai ắt đọa ác đạo. Đây chính là trái nghịch lời Phật dạy và những gì đã nói với quan. Sao có thể nói là từ đầu đến cuối phụng hành lời răn dạy, nhất tâm trì niệm Phật Di Đà cho được? Này đem cái thân của ông hứng lấy thức nghiệp của người, lại không phải là tư cách thượng đẳng. Cái chí và tâm ông đã lập ấy thật đáng khiến cho người khác than thở, cười cợt. Ông nên dứt cái lòng cuồng vọng muốn thành bậc đại thông gia, hãy chuyên tâm nghiên cứu những sách thuộc pháp môn tịnh độ. Trong văn sao, quan đã nói đầy đủ trong những lá thư gửi cho ông Cao Thiệu Lân hoặc Từ Nữ Sĩ. Thuận theo những gì đã khai thị, sanh lòng tin phát nguyện, chẳng vì căn khí của mình hạ liệt, bèn đề cao sự vãng sanh là chuyện vượt khỏi sức mình. Phải thường dù động hay tịnh, lấy một câu Di Đà làm bổn mạng nguyên thần, giữ lòng cư xử phải hợp với tông chỉ,
chớ làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Nếu còn thừa sức thì tùy ý thọ trì, đọc tụng các kinh đại thừa cũng chẳng trở ngại gì. Nên lấy việc chỉ tâm thọ trì làm gốc, chớ chuyên chú mong gấp được thấu triệt nghĩa lý. Nếu có thể chí thành đến cùng cực sẽ tự thấu triệt giáo lý. Nếu cứ muốn thấu triệt trước, chẳng thuận thọ trì đọc tụng, dẫu thấu triệt cũng không có lợi ích thật sự, huống hồ thật khó thấu triệt ư. Pháp tướng thiền giáo nghiên cứu cả đời cũng khó nắm được chỗ chỉ quy. Dẫu được, ai là người có thể chẳng đoạn hoặc nghiệp mà liễu sanh thoát tử? Muốn đoạn hoặc nghiệp liễu sanh thoát tử, chỉ sợ dù có mộng cũng không thể mộng nổi. Ông còn chưa đọc kỹ bộ văn sao, nên mới nói những lời cao thấu trời thẳm, ngõ hầu vào được chốn biển rộng. Bộ văn sao đã nhiều lần nói đến những sách nên xem và pháp tắc xem kinh, cũng như chỗ khó được lợi ích nơi pháp tướng thiền giáo. Do pháp môn tịnh độ cậy vào Phật từ lực, các pháp môn khác đều phải cậy vào chính mình. Một đằng là giáo lý thông thường như kẻ sĩ trong đời do tư cách bèn làm quan, một đằng là giáo lý đặc biệt như vương tử trong đời dù có té xuống đất vẫn được hết thảy quan tướng cung kính. Hai thứ pháp môn chẳng thể đem ra đối biện được. Kẻ phàm phu có đủ hoặc nghiệp há nên chẳng cẩn thận chọn lựa ư? Quỷ lưu thông kinh sách nếu muốn tăng thêm nên làm biện pháp quy mộ như thế nào ư? Nếu ai có tính tâm có tài lực thì hãy thương lượng với họ, ngõ hầu họ giúp đỡ thì cũng được. Thêm nữa kinh điển rất nhiều, tâm ông muốn mở rộng môn đình, nhưng ở Trịnh Châu có mấy ai thỉnh, nên chọn những kinh sách mà người bình thường có thể đọc được, thỉnh về để sẵn. Hãy tính sẵn những sách mà đại đa số người bình thường chưa xem đến, hãy thay họ thỉnh trước thì sẽ giảm được tiền vốn, mà cũng chẳng đến nỗi thỉnh về bạn không được, tốn tiền nhưng chẳng có lợi ích. Ông tự nói ngày tháng không còn nhiều, thực lực hữu hạn, nên quan mới nói như thế. Nếu không phải như vậy thì cứ y theo tâm tướng của chính mình mà hành. Quan cũng không miễn cưỡng ông, làm được một bậc đại thông gia cũng là điều may mắn cho cửa Phật. Chỉ sợ ông không thành bậc đại thông gia được, lại tin pháp môn tịnh độ chẳng tới nơi, cả hai đầu đều hỏng. Đời này tu chút công đức, đời sau nhất định sanh vào nhà phú quý. Ông thử chú tâm nghĩ kỹ xem, người phú quý có mấy ai chẳng tạo nghiệp? Ngày nay vận nước nguy ngập, dân không sống nổi, đều là do những người tu hành không có trí huệ, đời sau có phước báo bèn khuấy đạo mà ra. Ông khởi vọng tưởng khó thể cùng tận như thế, muốn chẳng đọa vào ác đạo, chẳng sanh Tây Phương, thì một đời không đọa ác đạo còn may ra, chứ hai đời không đọa thì hiếm lắm. Phật nói kinh chú rất nhiều, ai có thể trì được hết tất cả? Cổ nhân chọn lấy những thứ trọng yếu, gộp thành khóa tụng hàng ngày. Buổi sáng thì Lăng Nghiêm Đại Bi 10 chú nhỏ tâm kinh, niệm xong bèn niệm Phật bao nhiêu tiếng đó, hồi hướng tịnh độ. Khóa tối thì kinh Di Đà, Đại Sám Hối, Mong Sơn niệm Phật hồi hướng. Nay tụng lâm đều muốn giảm bớt công phu, sáng chỉ tụng chú Lăng Nghiêm tâm kinh, khóa tối thì ngày lẻ niệm kinh Di Đà và Mong Sơn, ngày chẳng niệm Đại Sám Hối, Mong Sơn. Ông nói thiền môn nhập tụng kinh chú quá nhiều, không biết ngoài khóa tụng sáng tối còn có phần phụ lục. Cư sĩ tại gia công khóa hoặc chiếu theo thiền môn công khóa mà hành, hoặc cũng có thể tùy ý lập ra, như khóa sáng chuyên niệm kinh A-di-đà, chú Vạn Sanh niệm Phật, hoặc khóa sáng chuyên niệm chú Đại Bi niệm Phật, khóa tối thì niệm kinh Di-đà, chú Vạn Sanh niệm Phật, hoặc có người trì kinh Kim Cang cũng được. Bất luận tụng kinh nào, trì chú nào, cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó rồi hồi hướng, thì mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ông nói chính là thấy khác, nghĩ lệch. Dẫu là hảo tâm, nhưng thật ra tâm không có chủ định, bị chuyển theo cảnh.
Kinh nào chú nào chẳng xưng tán công đức thù thắng, theo cái tri kiến của ông, hãy xem kinh này ắt phải bỏ kinh kia, trì chú này ắt phải bỏ chú kia, do sức chẳng thể xem hết nên tình thế tất nhiên phải như thế. Như vậy còn được gọi là bậc chân tu hiểu rõ lý hay chăng? Nói rộng hơn nữa, nếu ông gặp người tham thiền, khen ngợi thiền, chê trách tịnh độ, ắt sẽ theo người ấy tham thiền. Gặp những tông khác như Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân, Bí Mật, cứ hãy gặp một vị tri thức đề xướng bèn bỏ pháp này, tu theo pháp kia, không biết ông thuộc căn tánh nào. Muốn làm bậc đại thông gia, pháp nào cũng thông, nhưng nghiệp sâu trí cạn, không làm bậc đại thông gia được, lại gác pháp cậy Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh ra ngoài. Đợi đến lúc lâm chung, nếu chẳng tiến vào vạc sôi lò than, thì chắc cũng đi vào thai lừa, bụng ngựa. Dẫu may mắn không mất thân người, thì đời này tuy không có chánh trí, nhưng còn có si phước do tu hành, do hưởng thụ si phước ấy bèn tạo ác nghiệp. Một hơi thở ra không hít vào được, bèn vào thẳng tam đồ. Muốn được biết danh hiệu thiên địa, cha mẹ còn không thể, huống gì là biết được pháp môn tịnh độ nữa ư? Ông xem bộ văn sao của Quan hiểu như thế nào? Phải biết một câu A-di-đà Phật trì đến cùng cực thì thành Phật vẫn còn dư. Hả nên bảo niệm kinh Di-đà, niệm Phật chẳng diệt được định nghiệp ư? Phật pháp như tiền do người khéo dùng, ông có tiền thì làm gì mà chẳng được? Ông chuyên tu một pháp, cầu gì chẳng được? Hả cứ khăng khăng trì chú này, niệm kinh này sẽ được công đức này, chẳng được những công đức khác ư? Hãy khéo hiểu lời Quan, tự có thể hiểu rõ một điều thì trăm điều sẽ rõ. Nếu không, dù nói cho nhiều, tâm ông vẫn không có định kiến, có ích gì đâu. Phàm phu đang mê, tĩnh tâm bất định, nên lúc tin lúc ngã lòng, lúc tu lúc tạo nghiệp, cũng do người dạy ban đầu chẳng hiểu đường lối mà ra. Nếu thoạt đầu khởi đầu từ những chuyện nhân quả thiện cận, sẽ chẳng đến nỗi có những chuyện mê hoặc điên đảo như thế. Tội dĩ vãng dẫu cực sâu nặng, nhưng nếu dốc chí nơi chí tâm sám hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh tri kiến dốc lòng tu tập tịnh nghiệp, lợi mình lợi người, thì tội chướng như sương tiêu, bầu trời chân tánh rạng ngời. Vì thế kinh nói thế gian có hai hạng người mạnh mẽ, một là không tạo tội, hai là tạo rồi biết sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi, tâm không hối thật sự, nói gì cũng vô ích. Ví như đọc đơn thuốc nhưng không uống thuốc, quyết chẳng mong gì lành bệnh. Nếu có thể theo toa uống thuốc, sẽ được bệnh lành thân yên. Chỉ sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng, mười ngày lạnh, chỉ uổng có hư danh, chẳng ích lợi mảy may gì. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư này quá xuất sắc quý vị ha. Quá xuất sắc. Nghe từng chữ từng câu nó thấm vào trong tâm của mình. Cho nên những lá thư này là chúng tôi nói là mình coi vào rồi mình mới thấy. Một câu Phật hiệu niệm để thành Phật còn có thừa. Ông này không tu nhiều kinh nhiều sách, ông đọc ông bị rối loạn. Gặp lá thư này cái là ông buông vạn duyên đi vào một cuốn kinh Di Đà, chú đại bi niệm Phật, không có phải suy nghĩ lăng tăng là mình tu có đúng hay không, đủ hay thiếu, là có được thành tựu hay không. Cái sức khai thị của Ngài sâu lắm. Trong những điều này mình cũng có vướng phải, mình bị trục trặc trở ngại trong này, mình cứ coi. Chúng tôi đọc mấy lần bữa nay thầy Minh đọc nghe lại, nó thấm từng chữ trong tâm. Vậy mà cái người ngủ uổng thiệt là uổng. Giờ mình ngủ rồi nghe dập giờ rồi cuối cùng thì đâu có ai đọc lại cho nghe nữa đâu, qua mất cơ hội. Hay lắm. Thôi giờ đây
đại chúng bắt đầu tụng giới, thầy Minh ra tụng giới cư sĩ. Lư hương xạ nhiệt pháp giới mong huân, chư Phật hải hội tất diêu văn. Tùy xứ kiết tường vân thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương văn cái Bồ Tát. Nam mô hương văn cái Bồ Tát. Nam mô hương văn cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thậm thâm tỳ ni pháp, bách thiên vạn kiếp nam tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ngụ giới chắp tay lắng nghe. Theo lời Phật dạy, các vị nguyện lãnh giữ năm giới. Nay là ngày trường tịnh, tôi xin nhắc lại, các vị gắng mà giữ cho thanh tịnh. Một, không được giết hại chúng sanh, trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay cửa động, vi tế côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Hai, không được gian tham trộm cắp, vật lớn quý như vàng bạc châu báu, vật thường nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. Ba, không được tà dâm, chẳng những người cho đến loài vật, vì là cái hạnh nhơ xấu vậy. Bốn, không được nói dối, chẳng những không được nói dối, lại không được nói lời theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, vậy phải nói lời chân thật. Năm, không được uống rượu, là các thứ rượu làm say người, cho đến một giọt cũng không được thấm vào môi, vì rượu nó làm trợ duyên sanh ra các tội lỗi và làm mất giống trí huệ. Nếu có trường hợp khác bệnh nặng hết phương cứu chữa, phải cần đến thuốc rượu thì được tạm dùng đến khi mạnh, nhưng phải bạch cho tăng biết rồi sao mới được dùng. Các chúng ngụ giới, nếu có phạm giới căn bản thì thú tội đứng dậy đi ra, như có lỗi nhỏ thì ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì yên lặng. Chúng ngụ giới lắng nghe, thân người khó được, giới pháp khó gặp, thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành. Vậy các vị đều phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, xin học kinh luật luận kính giữ, đừng có buông lung. Dạ, kính mời chúng ngụ giới chúng ta đứng dậy xá tam bảo rồi chúng ta bước ra ngoài ha. Thank you.